Một đứa to xác vậy, chạy không được bao xa đâu. Lục soát cho tôi. Nếu tôi bị bại lộ, cô Hứa Hoài An, cháu đích tôn của Hứa gia ở Hải Thành, cũng không sống được, nhớ chưa nào? Các anh là ai? Không có người. Đi. Khá đấy. Người xinh phết đấy nhỉ. Còn thông minh nữa. Cô tên là gì thế? Anh xông vào phòng tôi, còn vô cùng bất lịch sự. Sao tôi phải nói cho anh biết tên của tôi? Cô vừa cứu tôi một mạng. Còn tôi thì cũng là một người có ơn tất báo. Chúc mừng cô. Từ hôm nay trở đi, cô là người phụ nữ của tôi. Anh như này rõ ràng là lấy oán báo ơn. Hôm nay tôi có việc, không thể ở cùng cô được rồi. Chiếc vòng cổ này lấy làm tín vật hẹn ước nhé. Trả lại cho tôi. Đây là di vật mẹ tôi để lại cho tôi. Vậy thì càng tốt. Muốn lấy lại di vật của mẹ cô thì phải đến tìm tôi đấy. Tên tôi là Hứa Hoài An. Đây là số điện thoại của tôi. Nhớ đến tìm tôi đấy. Đã là năm 2023 rồi, còn thua lỗ như vậy. Thảo nào không có vợ. Anh ta vừa nói tên anh ta là Hứa Hoài An sao? Đó không phải là vị hôn phu của mình sao? Bây giờ người trẻ tụi con đều thích tự do yêu đương. Hôn sự giữa con và Hứa Hoài An vẫn là để con làm chủ thì hơn. Ba không can thiệp vào nữa. Dù có như thế nào, ba vẫn luôn ủng hộ con. Nghe chuyện gì chưa? Hứa tổng đó, làm tiểu vương có thai đấy. Điều quan trọng là vẫn chưa thừa nhận. Hứa tổng vừa đẹp trai, lại có tiền. Nếu là tôi cũng bằng lòng ngủ cùng với anh ấy, chẳng cần chịu trách nhiệm gì cả. Cái suy nghĩ gì thế hả? Thật không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô mà. Theo nguồn tin, tổng giám đốc Hứa Hoài An của tập đoàn Hứa Thị có cuộc sống đời tư lộn xộn, khiến nhân viên nữ có thai. Thì ra người đàn ông này không những thô lỗ, còn là một tên đàn ông tồi. Cậu nói cô ta sau khi về nước, ngay cả nhà của ba mẹ ruột cũng chưa về, đã vội vàng hẹn gặp tôi bàn chuyện hôn sự. Đúng vậy, Hứa tổng. Đây là không thể chờ được. Trợ lý Hứa, trợ lý của Hứa Hoài An, muốn gả vào nhà họ Hứa đây mà. Thấy sang bắt quàng làm họ với Hứa gia chúng ta. Lần này về chỉ để trả thù cho mẹ, không thể để những thứ không liên quan quấy rầy được. Hôn ước này mình chắc chắn phải hủy bỏ. Bất cứ ai cũng đừng hòng ngáng chân mình. Tạ tiểu thư. Chào cô. Hứa tổng muốn tôi chuyển lời đến cô. Hôn ước giữa hai người, anh ấy không đồng ý. Đây chẳng qua chỉ là chuyện 10 năm trước, ba mẹ hai bên nói đủ sau khi uống rượu mà thôi. Cô Tạ không cần phải nghiêm túc đâu. Vả lại, hứa hôn là hủ tục, sớm nên được bài trừ rồi. Vậy ý của Hứa tổng là cuộc hôn nhân này bị hủy bỏ đúng không? Thật tốt quá rồi. Đây đúng như những gì tôi muốn nói đấy. Tôi cũng không đồng ý chuyện hôn nhân như vậy. Hả? Alo, Hứa tổng. Tôi gặp cô Tạ rồi. Nhưng mà cô ấy nói với tôi hôm nay cô ấy đến đây để từ hôn. Những gì anh vừa mới đoán không đúng lắm đâu. Tìm tôi từ hôn. Đưa điện thoại cho cô ta. Hứa tổng tìm cô. Tạ tiểu thư, cô nên biết rằng Hứa gia chúng tôi ở Hải Thành có địa vị thế nào. Cuộc hôn nhân này cô muốn từ hôn là từ hôn đấy à? Hứa thiếu gia, dĩ nhiên là tôi biết. Hứa gia có công ty công nghệ lớn nhất cả Hải Thành, quyền thế ngút trời, phú quý vô song, là đối tượng mà tất cả các công ty dành nhau hợp tác. Vậy sao cô lại từ hôn chứ? Hôn nhân này chỉ có thể do tôi hủy bỏ thôi. Nếu không lại truyền ra ngoài, mọi người lại tưởng là Hứa Hoài An tôi bị đá. Hứa thiếu gia, anh yên tâm, đương nhiên là anh đá tôi rồi. Tôi chỉ là một cô gái nhỏ nhoi, một chút cũng không xứng với anh. Sao tôi lại thấy cô đang chê bai Hứa gia chúng tôi vậy nhỉ? Tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có ý chê bai Hứa gia. Tôi chỉ tự chê bản thân mình thôi. Thú vị đấy. Tôi sẽ không từ hôn nữa. Cái gì? Lúc này anh không phải đã đồng ý từ hôn rồi sao? Hôn ước này là do ông tôi và cha nuôi của cô quyết định. Sao tôi có thể tùy tiện hủy bỏ chứ? Nhưng anh vừa nãy còn nói
hôn ước là hủ tục của thời xưa. Hủ tục gì chứ? Đây là truyền thống Trung Hoa, phải kế thừa và phát huy. Nhưng mà sao nào? Chẳng lẽ cô muốn để Hứa gia chúng tôi làm kẻ nuốt lời, khiến người ta cười nhạo sao? Hứa gia chúng tôi không cần thể diện hả? Nhưng mà thiếu gia, sao anh lại đột nhiên đổi ý thế? Bởi vì tôi phát hiện người phụ nữ này tự tin, không kiêu ngạo, lại có chủ kiến. Với tôi mà nói, rất thú vị. Hôn ước không hủy cũng không sao, không gấp lắm. Làm việc quan trọng trước đã. Cô là? Xin hỏi đây là nhà của Tạ Gia Văn phải không ạ? Tôi là Tạ Mỹ Linh, thím tử, người làm của Tạ Gia. Đại tiểu thư đã về rồi ạ. Tạ Mỹ Linh, những người này là kẻ thù của tôi. Ba, dì Tống, đây là tài liệu mà ba nuôi bảo con đưa cho mọi người, là tất cả những ghi chép của con từ nhỏ đến lớn. Lúc đó, sau khi ba bình tĩnh lại, đã ra lệnh cho người đi tìm con. Thảo nào lại không tìm thấy con. Hóa ra là lúc đó con đã được người của Lục gia đến Hải Thành bàn chuyện làm ăn, cứu đi mất rồi. Vâng ạ. Lúc đó con thật sự may mắn vì đã gặp được người của Lục gia. Một ngày một trận mắng, năm ngày một trận đánh. Tôi thật sự rất may mắn vì ngay từ khi còn rất nhỏ đã thoát khỏi nanh vuốt của ông đó. Mỹ Linh đã trở về rồi này. Mỹ Linh à, con không biết đâu, dì và ba của con ngày ngày đêm đêm đều mong ngóng con trở về nhà đấy. Trở về là tốt, trở về là tốt rồi. Mỹ Linh này, con còn nhớ gì không? Dì Tống là hỏi mẹ con đã qua đời như thế nào sao? Còn cả chuyện con bị ném xuống biển nữa nhỉ? Sao vậy? Con vẫn còn nhớ rõ thế sao? Dì Tống nghĩ nhiều rồi. Lúc đó con có bao nhiêu tuổi đâu chứ? Mấy chuyện nhỏ nhặt này chắc chắn là không nhớ nổi. Không nhớ thì tốt, không nhớ thì tốt rồi. Dì nói con chứ, có một vài chuyện phải quên đi. Được rồi mà. Chúng ta vào trong nói chuyện tiếp nhé. Thím tử à, đưa Mỹ Linh về phòng con bé đi. Tôi sẽ đưa đại tiểu thư đi ngay ạ. Mời đại tiểu thư. Chuyện nhỏ nhặt thì không nhớ rõ, nhưng còn mối thù sâu đậm này, làm sao tôi có thể không nhớ được chứ? Tạ Quốc Thiên, anh trai của Tạ Mỹ Linh. Tạ Mộng Giao, em gái của Tạ Mỹ Linh. Anh trai, anh làm gì thế? Con nhỏ này trở về chắc chắn là vì muốn tranh gia sản với chúng ta đó. Chẳng lẽ anh không hề lo sợ chút nào sao? Chị em muốn làm như thế nào đây? Anh à, chúng ta làm thế này đi. Tối nay, anh hãy đợi trong phòng ngủ. Còn em sẽ dụ chị ta vào phòng ngủ của anh. Anh xử lý chị ta. Như vậy thì ngày mai chị ta sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Toàn bộ gia sản đều sẽ là của chúng ta. Chị Mỹ Linh ơi, chị đã ngủ chưa ạ? Kịch hay bắt đầu rồi đây. Vẫn chưa? Có chuyện gì sao? Chị Mỹ Linh à, bàn trang điểm của em bị ngã rồi. Chị có thể giúp em một chút không ạ? Được chứ. Vậy thì chị đi theo em nhé. Đây là phòng của Tạ Quốc Thiên. Chỉ cần chị bước vào thôi thì cái tội danh đêm hôm khuya khoắt đến dụ dỗ Tạ Quốc Thiên không thể nào chối cãi được rồi. Chị Mỹ Linh à, đây chính là phòng của em.
chúng ta mau vào trong đi. Được thôi. Anh Quốc Thiên. Yên tâm đi, anh trai sẽ chăm sóc em thật tốt nhé. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Các con, chuyện này là... Đang làm cái gì vậy hả? Mẹ à, là do Tạ Mỹ Linh. Tạ Mỹ Linh đã đẩy con vào phòng của anh trai. Mộng Giao à, em đang nói cái gì vậy chứ? Chị là vì nghe thấy có tiếng động trong phòng nên mới qua đây. Chị nói nhảm. Ông chủ à, cô Mỹ Linh lúc nãy vừa ở cùng với tôi để dọn dẹp phòng ạ. Được lắm. Hai con hồ ly tinh mấy người cấu kết một ruột với nhau đúng không? Con, cơm mồm. Anh làm cái gì vậy hả? Ba à, ba nhất định phải tin con. Ba làm sao tin con đây? Con nói Mỹ Linh đêm hôm khuya khoắt lôi con từ trong phòng ra ngoài, sau đó lại đẩy con vào phòng của Quốc Thiên sao? Ba à, thật ra là Mộng Giao đến tìm con để nói chuyện, sau đó không cẩn thận ngã xuống. Ba bình tĩnh đi ạ. Câm miệng đi. Cả hai đứa đều là người trưởng thành cả rồi. Nửa đêm nửa hôm ở chung trong một căn phòng, hai đứa có biết suy nghĩ không vậy hả? Lập tức ra ngoài, đi ngủ đi. Còn không mau đi đi. Còn cũng đi đi. Đêm qua đã thăm dò ra được âm mưu của bọn họ rồi. Đã đến lúc chuẩn bị bước tiếp theo. Tiểu thư à, tôi đã tìm cô rất vất vả đó. Tôi không quen biết anh. Thế này thì hẳn là quen rồi nhỉ. Lâu như vậy không liên lạc với tôi, có phải là cô đã quên di vật mà mẹ cô đã để lại cho cô rồi không? Anh là Hứa Hoài An sao? Có vẻ như cô vẫn chưa quên tôi nhỉ. Vẫn nhớ thì sao? Mà không nhớ thì sao chứ? Tôi bảo cô gọi điện cho tôi. Sao cô lại không gọi chứ? Tôi với anh chẳng có chút quan hệ nào. Dựa vào đâu tôi phải nghe lời anh chứ? Tôi đã nói rồi, cô là người phụ nữ của tôi. Đừng có chạm vào tôi. Tôi mới không thèm làm người phụ nữ của anh. Đồ đàn ông tồi. Đàn ông tồi sao? Sao tôi lại tồi kia chứ? Làm người phụ nữ của tôi, thiệt thòi cho cô lắm sao? Người phụ nữ của anh sao? Tôi muốn cái gì, anh có biết không? Những việc anh thích làm, tôi lại chưa từng làm. Chúng ta vốn không phải là người của cùng một thế giới. Anh làm gì vậy? Lái xe đi. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Thử một chút đi. Tôi sao? Tôi chưa từng chơi cái này, cũng không biết chơi. Không biết cũng không sao. Tôi tận tay dạy cô. Bây giờ thì cô và tôi là người của cùng một thế giới rồi. Sao vậy? Động lòng rồi sao? Đừng đụng vào tôi. Trai điểu. Anh dùng chiêu này dụ dỗ được không ít cô gái rồi chứ gì. Tôi không dễ bị lừa đâu. Hứa Hoài An, anh bảo bọn họ tránh ra đi. Có tin là tôi xông ra ngoài hay không hả? Không có lệnh của tôi. Xem ai dám để cho cô bước ra ngoài đây. Rốt cuộc anh muốn gì đây hả? Đừng ép tôi vạch mặt anh đấy. Vị tiểu thư này, bước vào địa bàn của tôi rồi. Cô chạy không thoát được đâu. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Thả ra mau. Anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra. Hóa ra người phụ nữ của tôi lại mãnh liệt và dữ dội như vậy nha. Được thôi, vậy thì chúng ta chơi trò kích thích chút đi. Anh muốn làm gì? Anh thả tôi ra, vùng vẫy đi.
Tôi thích nhất là xem người khác vùng vẫy, dù là dãy dụa trong tuyệt vọng, hay là vùng vẫy dưới thân của tôi. Là lần đầu đúng không? Hứa Hoài An, anh là đồ lưu manh. Có ai đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như anh không hả? Nhạy cảm như vậy. Xem ra đúng là lần đầu rồi. Vậy thì hôm nay tôi sẽ khiến cô được trở thành phụ nữ nhé. Sao lại không tình nguyện như vậy chứ? Tôi thà mất mạng cũng sẽ không phục tùng đâu. Được lắm. Không hổ là người phụ nữ mà Hứa Hoài An tôi nhìn chúng. Cũng dũng cảm lắm. Được thôi, tha cho cô đó. Tôi sẽ đợi đến ngày cô cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của tôi. Đến lúc đó rồi, cô nhất định sẽ là người đẹp nhất. Anh bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi. Tôi sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện đâu. Hơn nữa, anh có thể sẽ không đợi được đến ngày đó đâu. Cô đừng vọng tưởng vạch trần tôi làm gì. Hứa ra chúng tôi có cả tiền và quyền. Cô nằm mơ đi. Anh cứng miệng như vậy sao? Nhưng mà tôi có cách làm cho nó mềm ra đấy. Thiếu gia ơi, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Hoảng hốt thế làm gì? Thiếu gia, anh lại lên mục tin nóng rồi. Bọn họ nói anh quấy rối nhân viên nữ. Gì cơ? Hóa ra ý cô nói là như vậy sao? Anh làm gì vậy? Buồn nôn quá đi. Không thể vui vẻ. Hôn một chút cũng không được sao? Tôi ngày càng mong chờ cái ngày được vui vẻ với cô đó. Vòng cổ trả lại cho cô. Cho dù cô có chạy đến chân trời góc biển, tôi đều có thể bắt cô trở về. Đừng ôm vọng tưởng bỏ trốn nữa. Tạ Mỹ Linh. Anh ta đã biết tên của mình rồi. Nếu để anh ta biết được mình chính là người có hôn ước với anh ta, vậy thì mình thực sự không thể trốn thoát được rồi. Có người theo dõi tôi. Vào bên trong trước đi. Ông chủ à, ông có thấy người phụ nữ nào đi vào đây không? Phụ nữ sao? Không thấy ai cả. Cậu trai trẻ à? À đúng rồi, cậu có muốn xem váy cưới không? Không muốn. Đi thong thả nhé. Tiểu thư à, xem ra Tạ gia đối với tôi vẫn có một chút đề phòng. Thôi bỏ đi, trước mắt đừng đánh rắn động cỏ nữa. Được, mọi chuyện đều nghe theo tiểu thư ạ. Đúng rồi, tiểu thư, đây là tất cả thông tin của người nhà họ Tạ mà cô đã yêu cầu tôi điều tra. Mỹ Linh à, anh, sao anh lại đến đây? Lục Vân Sơn, anh em kết nghĩa của Tạ Mỹ Linh, là ba Lục không yên tâm về em, bảo anh qua đây với em. Thế nào rồi, có chuyện gì cần anh giúp không? Không cần đâu anh, em muốn tự mình báo thù cho mẹ của em. Anh ủng hộ em, nếu có chuyện gì cần anh giúp đỡ, em cứ nói thẳng nhé. Vâng ạ. Phải rồi, đã mua chuộc thành công chưa? Đã sẵn sàng hành động rồi. Tin chắc là rất nhanh sẽ có thể lấy được. Nhanh lên một chút đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Em không sao chứ, chị ơi? Em không sao cả. Cảm ơn chị đã cứu em ạ. Nếu hôm nay mày dám làm chảy xe của ông đây, thì ông đây chắc chắn sẽ cho mày biết tay, khiến mày không dám ra đường nữa. Anh, lúc nãy anh suýt tông trúng một đứa trẻ đó, anh có biết không hả? Chẳng qua chỉ là một cái mạng mà thôi. Con nhóc này trông cũng được đó chứ. Cô tên là gì? Có muốn chơi với tôi một chút không? Anh không cần biết tên tôi. Tôi muốn anh lập tức xin lỗi đứa nhỏ này cho tôi. Tôi không thèm xin lỗi đó. Cô có thể làm gì tôi đây? Thế này đi, hay là đêm nay cô hầu hạ tôi thật tốt đi. Tôi đảm bảo sẽ cho cô một lời xin lỗi đàng hoàng. Tôi khinh anh mơ đẹp nhỉ. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Cô có tin là tôi làm thịt cô ngay bây giờ luôn không? Ai dám đánh tôi đó?
Cố Chí Thành, con cả Cố gia ở Hải Thành. Cố tổng, cậu ngày nào cũng lái xe của tôi đi khoe khoang lừa đảo, hôm nay còn ở đây bắt nạt người nhà của tôi sao? Ngày mai không cần đến nữa. Cố tổng à, ông chủ Cố, tha cho tôi, cho tôi một cơ hội đi. Tha cho cậu sao? Cậu tưởng thế là xong rồi à? Tôi muốn cậu ngay bây giờ quỳ xuống và xin lỗi vị tiểu thư này cho tôi. Cố Chí Thành à, đừng nghĩ rằng anh là ông chủ là anh có thể được voi đòi tiên mà đè đầu cưỡi cổ tôi. Địa vị của chúng tôi cũng không kém gì anh đâu. Đã cho cậu cơ hội rồi mà bản thân cậu không biết trân trọng. Người đâu, đập gãy chân cậu ta cho tôi, sau đó ném xuống biển cho cá ăn. Cậu ơi, vị tiểu thư này, cảm ơn cô vừa rồi đã cứu cháu gái tôi. Cấp dưới của tôi đã mạo phạm đến cô, mong cô bỏ qua cho. Không sao đâu. Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tên là gì? Tạ Mỹ Linh của Tạ gia. Cô Mỹ Linh, sau này cần giúp đỡ gì cứ nói nhé, nhất định tôi sẽ giúp đỡ cô. Không cần đâu, đây là chuyện mà ai cũng nên làm mà. Cô Mỹ Linh à, tay cô bị thương rồi. Vết thương ngoài da thôi, không sao cả. Để lại sẹo sẽ không đẹp đâu. Đi thôi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Không cần mà. Tôi. Người đâu, đưa con bé về trước đi. Không được, cháu vẫn nên gặp mặt con bé, thể hiện tốt với con bé một chút. Nói không chừng người ta sẽ đổi ý đấy. Ai thích thì người đó đi, cháu không đi đâu. Cô ta muốn làm gì thì làm. Thằng nhóc này đúng là lớn thật rồi, hết quản nổi nữa rồi. Vậy được, vậy thì ông sẽ gọi điện cho bạn của ông, nói với ông ấy Tạ Mỹ Linh nhà ông ấy muốn hủy hôn. Hứa ra chúng ta cũng đã đồng ý rồi. Ông nói gì cơ? Cô ấy tên là Tạ Mỹ Linh sao? Bác sĩ, anh có thể nhẹ tay chút không? Không nhìn thấy cô ấy đang đau sao? Anh có biết cái bệnh viện này là của nhà chúng tôi không? Có tin tôi đuổi việc anh luôn không? Cố tổng, tôi không sao đâu mà, chỉ là tôi sợ đau mà thôi. Đừng trách anh ấy. Bác sĩ, anh làm tiếp đi. Chúng ta đi thôi. Cô Mỹ Linh, muộn thế này rồi, để tôi đưa cô về nhé. Không cần đâu, tôi có thể tự về được. Tạm biệt, anh Cố. Tạm biệt, cô Mỹ Linh. Lên xe đi. Nếu cô còn giả vờ không quen biết tôi, vậy tôi phải ép buộc cô thôi. Hứa Hoài An, không phải anh đã nói là sẽ đợi tôi đồng ý sao? Tôi sợ nếu đợi thêm nữa thì cô sẽ có người khác mất. Tôi với anh ta không có gì cả. Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng vậy.
Hôm nay tôi sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của tôi. Đồ biến thái, anh bỏ tay ra đi. Trước đây đều là tôi dạy dỗ người khác. Không ngờ hôm nay lại có người dạy dỗ tôi. Anh có tin tôi lấy mạng anh không? Cô làm đi. Bảo đảm sẽ khiến cô hài lòng. Anh, dù cô có lấy mạng tôi thì tôi cũng không trách cô đâu. Bởi vì tôi được ra đi trong vòng tay của cô. Hứa Hoài An, anh không thể buông tha cho tôi sao? Trừ khi tôi không còn nữa. Nếu không thì cô chỉ có thể là người phụ nữ của tôi thôi. Thiếu gia, có người theo dõi, mau đi thôi. Người phụ nữ của tôi, cô tỉnh rồi. Anh, tôi đêm qua. Cô yên tâm, tôi không làm gì cô cả. Nếu tôi làm gì đó, cô sẽ không chỉ ngủ thôi đâu, mà phải bất tỉnh đi cơ. Vậy ai thay quần áo cho tôi? Tất nhiên là tôi. Cô là người phụ nữ của tôi. Tôi không muốn người khác đụng vào đâu. Anh, đồ đê tiện, đồ lưu manh. Xem ra trạng thái tinh thần đã hồi phục rồi nhỉ. Không hổ là người phụ nữ của tôi. Cũng có tố chất lắm đấy. Hứa Hoài An, tôi cầu xin anh tha cho tôi có được không? Tôi không muốn lại sống những ngày tháng thế này nữa. Vậy cô muốn sống như thế nào? Tôi chỉ muốn tìm một người thật tha, sống những ngày tháng yên ổn thôi. Tôi không phải người thật thà sao? Người đàn ông thật thà nào mà mỗi ngày đều làm mấy chuyện như vậy chứ? Người đàn ông nào mà chẳng làm vậy với người phụ nữ của mình? Trừ khi người đàn ông này có vấn đề. Toàn là ngụy biện. Đàn ông hiểu đàn ông nhất. Đi thôi, tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Tôi không đi. Nếu cô không đi, có phải lại muốn để tôi đi? Tôi đi. Đi thôi. Đưa tôi đến đây làm gì? Tôi cảm thấy cần phải cho cô học một số kỹ năng. Như vậy, khi tôi không ở bên cạnh cô có thể tự bảo vệ mình. Không cần thiết đâu. Đừng nghĩ chuyện tối qua nữa. Đùa cả đấy. Học cho tốt vào. Cái gì? Vậy anh không sợ sau khi tôi học xong sẽ đánh anh sao? Lấy mạng tôi không cần đến nắm đấm đâu. Sắc đẹp của cô, độ sát thương còn khủng khiếp hơn. Tạ Mỹ Linh, còn cả đêm hôm qua đi đâu thế hả? Con đi gặp một người bạn thôi. Con vừa về Hải Thành, lấy đâu ra bạn bè thế? Tạ Mỹ Linh, tối qua lúc em cùng với anh Quốc Thiên đi mua sắm, rõ ràng em thấy chị đi cùng với một người đàn ông mà. Chẳng lẽ họ nhìn thấy mình và Hứa Hoài An rồi? Nói đi, chị làm gì với người đàn ông đó ở bệnh viện thế? Thì ra là nhìn thấy mình với Cố Chí Thành. Không phải là chị chơi đùa với đàn ông rồi xảy ra vấn đề, nên phải đến bệnh viện kiểm tra đấy chứ. Đàn ông. Tạ Mỹ Linh, con phải hiểu rõ. Nhà họ Tạ chúng ta ra thế cũng không hề tầm thường. Con nói xem, con mới về được mấy ngày đã ra ngoài dây dưa không rõ với đàn ông rồi. Nếu như để người ngoài biết được, sẽ nói ba của con thế nào chứ? Ba. Không phải thế đâu. Tạ Mỹ Linh, bọn em đều tận mắt nhìn thấy, chị còn dám chối à?
Chị đúng là phóng túng thật đấy. Chị muốn làm mất hết mặt mũi của nhà họ Tạ đấy à? Tại sao tao có thể sinh ra thứ con gái như mày chứ? Hả? Xem ông đây có đánh cho mày chừa không? Người đi cùng con đến bệnh viện là Cố Chí Thành. Người nắm giữ tập đoàn Cố Thị trong tương lai, Cố Chí Thành ư? Đúng, hôm qua con đã cứu cháu gái của anh ta. Không cẩn thận, bị thương nhẹ. Thế nên anh ta đưa con đến bệnh viện. Thật sao? Nói dối đấy. Cố Chí Thành là người thế nào chứ? Đó là người nắm giữ tập đoàn Cố Thị trong tương lai đấy. Cháu gái của cậu ấy cần đến Tạ Mỹ Linh con cứu sao? Không sai. Đã là người đứng đầu của tập đoàn Cố Thị trong tương lai, vậy sao anh ấy không đến để cảm ơn chị chứ? Tạ Mỹ Linh, chị không những không đứng đắn, còn ăn nói sằng bậy. Người giống như chị thật sự không xứng làm con gái của ba đâu, càng không xứng làm đại tiểu thư nhà họ Tạ. Tao phải dạy dỗ lại mày mới được. Ông Tạ, có người đến tìm cô Tạ. Anh ta nói anh ta là Cố Chí Thành. Mau đi mời Cố thiếu gia vào. Mẹ, người đàn ông đó đúng thật là Cố Chí Thành kìa. Cố thiếu gia, cậu đích thân đến tận nhà. Nhà họ Tạ chúng tôi thật là vinh hạnh quá. Cô Mỹ Linh đây, tối qua vì cứu cháu gái nhà họ Cố nên đã bị thương. Cố gia tôi đặc biệt chuẩn bị vài món đồ bổ, bày tỏ thành ý. Cố thiếu gia, cậu khách sáo quá rồi. Mỹ Linh dũng cảm như vậy, tôi thật sự rất mừng. Không uổng công tôi ngày thường dạy bảo nó đàng hoàng. Cố thiếu gia, mời anh uống trà ạ. Cố thiếu gia, anh không cần phải tốn kém như vậy đâu. Loại chuyện hành hiệp trượng nghĩa này, bất cứ ai gặp phải cũng sẽ làm như vậy thôi. Đúng vậy đó. Cố thiếu à, đây là con gái của tôi, Mộng Giao. Con bé đang làm giảng viên ở trường đại học về phương diện hành hiệp trượng nghĩa này. Con bé giỏi hơn Tạ Mỹ Linh nhiều. Có tấm lòng nhân hậu như vậy sao? Vậy thì tại sao lại không thấy cô quan tâm đến vết thương của chị gái mình nhỉ? Sao cô không ngồi đi? Tôi không dám ngồi. Hôm qua Cố thiếu gia đưa tôi đến bệnh viện, bị Mộng Giao, em gái của tôi bắt gặp. Lại nghĩ rằng tôi tùy tiện đi với đàn ông. Sau này tôi vẫn nên chú ý nhiều hơn lời nói và hành động của mình vậy. Hóa ra tôi trong mắt Tạ ra mấy người là một người đàn ông lỗ mãng như vậy sao? Chuyện này, Cố thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi. Con gái tôi không phải là có ý đó đâu. Đúng vậy đó, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Cô Mỹ Linh à, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc vào 3 ngày tới. Đến lúc đó, hy vọng cô có thể đến tham gia nhé. Tôi vẫn là không đi thì hơn. Phải tham gia chứ. Cảm ơn Cố thiếu gia đã mời. Mỹ Linh nhà chúng tôi nhất định sẽ đến tham gia đúng giờ. Tôi còn có việc, tôi không làm phiền nữa. Mỹ Linh, mau lên đi tiễn Cố thiếu gia mau. Nhanh đi, còn chờ gì nữa. Cố thiếu gia, cậu đi thong thả nhé. Thật xin lỗi anh Cố, vừa nãy tôi đã lợi dụng anh rồi. Không sao đâu, tôi sẵn sàng để cho cô lợi dụng mà. Thực ra người nên xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi đưa cô đến bệnh viện, hại cô bị người ta chỉ trích rồi. Không phải lỗi của anh đâu. Trong mắt bọn họ thì tôi làm gì cũng sai cả. Sau này có chuyện cần giúp đỡ có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh Cố. Gọi tôi là Chí Thành đi. Được thôi, Chí Thành. Mỹ Linh à, 3 ngày tới tại bữa tiệc, hy vọng có thể được gặp lại cô. Em gái Mỹ Linh à, em gái Mỹ Linh ơi,
Đến cả chăn cũng thơm như vậy. Em gái Mỹ Linh à? Mỹ? Anh Quốc Thiên, anh đang làm gì vậy? Em gái Mỹ Linh à? Em tinh danh hơn anh nghĩ đó. Anh trai, đương nhiên là đến đây để yêu thương em rồi. Anh à, anh không thể thế này được đâu. Còn như vậy nữa em sẽ hét lên đó. Em hét đi, hét lên đi. Anh sẽ nói là em quyến rũ anh. Em nghĩ ba mẹ sẽ tin ai đây? Anh. Được rồi, anh đã nghe nói em vừa quay lại đã có thể quyến rũ Cố Chí Thành rồi. Em thật có bản lĩnh đó. Nào, hãy để anh trai cũng được trải nghiệm bản lĩnh của em nào. Chúng ta là anh em đó. Anh em thì sao chứ? Chỉ cần không mang thai chẳng phải là được rồi sao? Anh ta quả nhiên biết thân thế của bản thân. Thật không ngờ lại bị anh Quốc Thiên nhìn ra rồi. Thực ra em cũng rất thích anh Quốc Thiên đó. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đến đây, để anh trai yêu thương em nào. Bây giờ thì không được. Nhưng nếu như anh lấy đi lần đầu tiên của người ta rồi, đến lúc đó chắc chắn anh ta sẽ biết đó. Lần đầu tiên của em vẫn còn sao? Đây chính là vũ khí để người ta được gả vào hào môn đấy. Tất nhiên phải giữ cho thật kỹ rồi. Để cho người khác làm gì? Để cho anh nè. Anh Quốc Thiên, anh đừng có tham nhỏ mất lớn chứ. Anh đợi em gả vào nhà họ Cố đi, trở thành Cố phu nhân đã. Đến lúc đó anh vừa có được tài sản của Cố gia, lại vừa có được em. Không tốt sao? Tốt. Rất tốt. Vậy khi nào em gả cho Cố Chí Thành thế? Đừng nói là phải đợi cả năm rưỡi đấy nhé. Không lâu đến vậy đâu. Anh ấy nói 3 ngày nữa tại buổi vũ hội sẽ công khai giới thiệu em đấy. Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất nhanh, đến nhà chúng ta dạm ngõ thôi. Được. Vậy anh chờ thêm một chút nữa nhé. Nào, cho anh hôn một cái đi. Đụng cũng không cho anh đụng luôn. Anh nghi ngờ. Mấy lời em vừa nói chỉ đang lừa anh thôi. Không phải mà. Em là sợ anh đụng vào em rồi, là em sẽ không nhịn nổi nữa. Anh cũng biết là em vẫn luôn rất thích anh mà. Như vậy đi, anh nhắm mắt lại đi, để em làm trước cho. Được, em làm đi. Thế thôi hả? Anh còn không đi. Là người ta không chịu nổi nữa đâu đấy. Anh mau quay về đi, kẻo ba phát hiện. Được. Vậy em nhớ tranh thủ giải quyết với Cố Chí Thành đi đấy. Nếu không anh sẽ không đợi được nữa đâu. Ngủ ngon. Hay lắm. Cả gia đình đều là những tên háo sắc. Mẹ, mẹ xem có phải mọi người đều đang ngắm nhìn con không? Đương nhiên rồi. Bảo bối à, con xem. Cố Chí Thành. Tiểu thư nhà ai mà xinh đẹp như vậy? Cậu ấy nhìn con kìa. Không, không phải. Cậu ấy đến tìm con luôn kìa. Bảo bối à, mau đi con. Cố thiếu gia. Cô Mỹ Linh, Chí Thành, anh đến rồi sao? Qua đây với tôi đi. Chiếc váy này còn có thể mặc như thế à? Đúng là cái đồ tự phụ.
làm như mình sành điệu lắm. Mẹ, hào quang của con đều bị Tạ Mỹ Linh đó giành hết mất rồi. Vừa nãy Cố Chí Thành không thèm nhìn con một cái nữa. Được rồi, cục cưng, không sao cả, phía sau còn có nhiều người tốt hơn nữa. Chí Thành, trước tiên tôi muốn nói với anh lời xin lỗi. Mấy ngày trước tôi lại lợi dụng anh để đối phó với bọn họ, đúng không? Đúng vậy. Tôi rất vui khi được cô lợi dụng, nhưng mà không cần phải vất vả như vậy đâu. Sau này nếu cô cần giúp đỡ, không cần đâu, tôi có thể tự giải quyết được. Tôi tin cô Mỹ Linh mà. Sau này nếu cô cần giúp đỡ thì cô cứ việc lên tiếng. Cảm ơn anh. Hứa Hoài An, đây chính là người đàn ông quyền lực nhất cái Hải Thành này. Mẹ nói cho con biết, nếu con có thể gả cho cậu ta, cho dù có làm tiểu tam đi nữa thì cả đời này hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng không hết. Cái con Tạ Mỹ Linh đó, ngay cả Cố Chí Thành cũng có thể quyến rũ được. Con nhất định sẽ bắt được Hứa thiếu gia để có thể trở thành Hứa phu nhân. Hứa thiếu gia, sao anh lại đến đây? Không ai mời cả, tôi tự đến đấy. Sao nào? Cố thiếu gia không hoan nghênh tôi sao? Không có, tôi chỉ tò mò thôi. Từ trước tới giờ Hứa thiếu gia đều không tham gia những buổi vũ hội như thế này, tự dưng có hứng không được hay sao? Tất nhiên là được rồi, anh cứ tự nhiên nhé. Đi đi, đi mau. Hứa thiếu gia, nghe danh đã lâu, muốn sống thì đi chỗ khác chơi. Vị tiểu thư này, tôi có thể mời cô nhảy không? Hứa thiếu gia đến đây chắc chắn là vì vị tiểu thư đó. Anh ta và vị tiểu thư đó rốt cuộc có quan hệ gì thế? Sao có thể chứ? Làm sao mà Hứa Hoài An có thể nhìn chúng Tạ Mỹ Linh được chứ? Mắt của bọn họ bị mù hết rồi sao? Vị tiểu thư này không nghe thấy lời tôi nói sao? Là thế này, vừa rồi tôi đã mời tiểu thư Mỹ Linh làm bạn nhảy của tôi rồi. Cô ấy đã đồng ý rồi sao? Cô ấy đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng là ai đã mời cô ấy trước. Quy tắc đến trước thì được trước. Hứa thiếu gia chắc hẳn cũng biết nhỉ, trong từ điển của Hứa Hoài An tôi không có khái niệm đến trước đến sau gì cả. Người phụ nữ của tôi thì sẽ là của tôi. Một người là thiếu gia của Hứa gia, một người là thiếu gia của Cố gia, lại tranh giành nhau muốn mời vị tiểu thư kia khiêu vũ. Vị tiểu thư kia rốt cuộc là ai vậy? Tại sao ai cũng nhìn chúng cô ta chứ? Người nên được tranh giành là con mới đúng. Con nhỏ đê tiện này, loại chuyện giành giật đàn ông này, so với người mẹ đã bỏ mạng của cô ta, còn giỏi hơn rất nhiều. Xem ra Hứa thiếu gia hôm nay đến đây để làm tôi mất mặt đúng không? Hôm nay tôi chỉ đến đây để khiêu vũ mà thôi. Anh chắc chắn muốn đối đầu với tôi sao? Vị tiểu thư này, tôi có thể mời cô nhảy một bài không? Nếu hôm nay tôi nhất định muốn ngăn cản thì sao? Vậy thì đừng trách tôi không khách khí nhé. Hứa thiếu gia, tôi sẽ nhảy với anh. Tiểu thư Mỹ Linh à, Chí Thành à, xin lỗi anh. Mộng Giao à, con nhìn thấy rồi chứ? Con nhỏ đó, cô ta đã khiêu vũ với Hứa thiếu gia rồi. Mẹ nói với con nhé, con nhanh chóng qua đó mời Cố Chí Thành đi, tận dụng cơ hội xem vào. Đúng vậy, Cố Chí Thành đã bị mất mặt rồi, lúc này con chủ động đến quan tâm anh ta, anh ta nhất định sẽ phải lòng con, hơn nữa còn bị con làm cho cảm động. Đi nhanh đi.
Cố thiếu gia, tôi có thể mời anh cùng nhảy một điệu không? Cô xứng sao? Cô khiêu vũ với tôi sẽ không cần phải xin lỗi bất cứ ai cả. Anh dùng sức quá rồi. Khi nãy cô vừa gọi anh ta là Chí Thành, có phải quá thân mật rồi hay không? Tôi và anh ấy chỉ là bạn thôi. Bạn sao? Nếu như tôi không đến, có phải cô sẽ chấp nhận lời mời của anh ta không? Vậy thì tôi và anh ấy cũng chỉ cùng nhảy một điệu mà thôi. Cô là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ người đàn ông nào chạm vào cô. Hứa thiếu gia, tôi với anh không giống nhau. Tôi không quyền không thế, không thể tùy tiện từ chối bất cứ ai cả. Vậy thì thế này đi, anh đang làm cái gì thế? Mấy người này cũng giao cho cô, cô cứ tùy tiện sai bảo. Sau này có người nào dám đến quấy rối cô thì cứ trực tiếp giải quyết người đó. Tôi không cần. Vậy ý của cô là muốn tôi giúp cô giải quyết sao? Không có. Anh đừng có manh động. Tôi nghe lời anh là được chứ gì? Vậy mới đúng chứ. Lúc nên dùng thì cứ dùng, tuyệt đối đừng nương tay. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không bao giờ dùng đến đâu. Thiếu gia, hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Thiếu gia, nơi này nhiều tai mắt. Tiểu thư Mỹ Linh, chào cô. Anh là? Xin chào, tên của tôi là Waiter. Mẹ của cô nói là cô rất ngưỡng mộ tôi. Hóa ra là anh Waiter đó sao? Tôi thật sự đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi. Tôi cũng rất thích cô. Chúng ta hãy đi tìm một nơi không có người để trò chuyện thoải mái nhé. Thật sự xin lỗi nha. Anh Waiter à, bây giờ tôi là bạn nhảy của thiếu gia Hứa Hoài An của tập đoàn Hứa Thị. Một lát nữa tôi phải khiêu vũ với anh ấy rồi. Hứa Hoài An sao? Đúng vậy. Thật sự xin lỗi. Được thôi, không sao cả. Xem ra tên của anh ta vẫn có chút công dụng đó. Tiểu thư Tạ Mỹ Linh à, cô không phải là người phụ nữ của Cố Chí Thành sao? Mã Văn Tài sao lại biến thành bạn nhảy với Hứa thiếu gia? Cậu quen biết với cô Mỹ Linh sao? Phải, tôi với cô Mỹ Linh từng có duyên gặp gỡ. Cô ấy lúc đó ở cạnh người đứng đầu Cố gia trong tương lai là người của Cố Chí Thành. Theo nguyên tắc mà nói, cô ấy không nên là bạn nhảy với Hứa Hoài An. Anh Waiter, tôi quả thật là bạn nhảy của Hứa thiếu gia. Vậy thì làm sao? Lát nữa anh ta đến bảo anh ta đổi bạn nhảy khác, vậy là xong rồi. Tôi tin rằng anh ấy sẽ không phụ lòng anh Waiter của chúng tôi. Dù sao đi nữa cũng phải nói với Hứa thiếu gia một tiếng chứ. Tôi nói với anh ta là được rồi. Cô với ngài Waiter đi trước đi. Cô Mỹ Linh, chúng ta vào trong phòng nghỉ ngơi chút đi. Buông tay tôi ra. Tạ Mỹ Linh, cô không biết xấu hổ sao? Ở Hải Thành không một ai dám từ chối. Anh Waiter, anh Waiter, người nước ngoài các anh đều bất lịch sự như vậy sao? Không tôn trọng ý muốn của con gái chút nào. Cô Mỹ Linh, tôi đối với những cô gái biết nghe lời luôn rất lịch thiệp. Nhưng mà cô Mỹ Linh đây lại không nghe lời. Vậy thì đừng có trách tôi. Thô lỗ. Hôm nay tôi chọn cô rồi. Mẹ, thành công rồi. Tạ Mỹ Linh đã bị lão biến thái Waiter đó nhắm trúng rồi. Chị ta sắp phải thân bại danh liệt rồi. Con tiện tì đó mà cũng xứng đấu với mẹ sao? Mẹ chỉ cần dùng một số thủ đoạn, nó đã rơi xuống đáy rồi. Anh thả tôi ra. Đừng sợ, có tôi ở đây. Cố Chí Thành, cậu dám chặn tôi? Mọi người nghe kỹ cho tôi. Tạ Mỹ Linh là người của tôi. Mẹ,
Cố Chí Thành thật sự muốn cứu Tạ Mỹ Linh kia. Con yên tâm, Cố Chí Thành chẳng qua chỉ là đang giả vờ mà thôi. Mẹ cũng không tin cậu ta có thể vì kiểu người như Tạ Mỹ Linh đó mà đi đắc tội với quê thơ. Cố Chí Thành, anh nói cô ta là người của anh, vậy anh đã cưới cô ấy chưa? Tôi sẽ cưới cô ấy sớm thôi. Vậy không phải là vẫn chưa kết hôn sao? Đừng nói chưa cưới, ngay cả khi cưới rồi, anh quay thở của chúng tôi, nếu để ý cô gái nào, anh chẳng phải cũng nên nhường lại sao? Đúng vậy, Cố Chí Thành, cô gái này tôi nhắm trúng rồi. Cậu nhường cô ấy cho tôi, tôi sẽ xem cậu là bạn bè. Anh là cái thá gì chứ? Xứng là bạn với Cố Chí Thành tôi sao? Cậu thật sự muốn chống đối tôi sao? Cậu nghĩ rằng Cố gia các cậu sẽ còn cơ hội cùng tập đoàn chúng tôi tiếp tục hợp tác không? Chí Thành, không cần lo, chuyện này không liên quan gì đến anh. Thì mau giao cô ta cho chúng tôi, nhân tiện quỳ xuống xin lỗi đi. Có thể vẫn còn kịp đấy. Cố Chí Thành, anh dám đánh tôi? Anh quay thờ, cú đánh này không phải là đánh vào mặt của tôi, mà là để làm bẽ mặt anh đấy. Anh ta đang muốn đối đầu với anh đấy. Cố Chí Thành, cậu chán sống rồi. Chí Thành, các cậu bỏ tôi ra, bỏ ra mau. Nào, anh thử động tay xem. Nếu hôm nay anh có thể thong dong rời khỏi Cố gia, thì từ nay về sau tôi không còn là Cố Chí Thành nữa. Cậu cho rằng các cậu giữ tay giữ chân tôi thì có thể dọa tôi sợ à? Nực cười. Cố gia chúng tôi rất đông người, còn anh thì chỉ có mấy chai rượu. Hôm nay các người chắc chắn không thể đưa cô ấy đi. Hoặc là bây giờ anh cút ra khỏi đây, hoặc là tôi khiến anh yên nghỉ ngay tại đây. Giỏi lắm, Cố Chí Thành, chúc mừng cậu đã trở thành kẻ thù mới của tập đoàn chúng tôi. Chúng ta cứ chờ xem. Còn không mau cút đi. Tạ Mỹ Linh vậy mà cũng được cứu sao? Cố Chí Thành, dám vì con nhỏ Tạ Mỹ Linh đó đắc tội với quê thơ, cậu ta điên rồi sao? Chí Thành, tôi xin lỗi, tối nay là tôi làm phiền anh rồi. Cô tuyệt đối đừng nói như vậy. Là tôi mời cô đến tham gia buổi khiêu vũ, đảm bảo an toàn cho cô là trách nhiệm của tôi. Cảm ơn anh. Cố thiếu gia, anh với cô Mỹ Linh này có mối quan hệ gì vậy? Vừa rồi anh nói sẽ cưới cô gái này là thật sao? Các anh hiểu lầm rồi. Anh Cố đây chỉ là giải vây cho tôi mà thôi. Không phải, tôi nói là thật đấy. Chí Thành, anh, cô Mỹ Linh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã đem lòng thích cô rồi. Anh quay thờ, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như thế à? Cố Chí Thành hắn dám uy hiếp anh, đương nhiên không thể bỏ qua như vậy được. Bây giờ tôi sẽ đi tìm người lấy mạng của hắn ta. Chúng ta sẽ khiến tập đoàn của hắn sụp đổ. Tôi còn muốn lấy đi người phụ nữ của hắn nữa. Người phụ nữ tên Tạ Mỹ Linh đó nhất định phải ngủ với tôi. Anh nói muốn ngủ với ai thế? Bây giờ tôi không rảnh để nói chuyện với anh. Tránh ra đi. Anh hứa, tâm trạng của anh quay thở không được tốt. Biết điều thì anh
Anh nghĩ tâm trạng tôi có tốt không? Bây giờ có thời gian để nói chuyện với tôi chưa? Hứa thiếu gia đã đánh Mã Văn Tài, đừng nói là tính đánh luôn anh Quê Thời nhé. Hứa Hoài An, tôi với Tạ Mỹ Linh có như thế nào thì cũng không liên quan gì đến anh. Xem ra tôi không hề nghe nhầm. Hứa Hoài An, anh đừng có bốc đồng, đánh anh ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nếu anh dám đánh tôi thì tập đoàn Quay Thở của chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi đợi anh đến trả thù đấy. Không ngờ anh ta lại đánh anh Quay Thở. Hứa thiếu gia không còn tỉnh táo nữa rồi. Cái tên ngốc Hứa Hoài An này, ngay cả Quay Thở cũng dám đánh. Cố thiếu gia, gọi người đến lau sàn đi, đuổi bớt mấy thứ xui xẻo này đi. Hứa thiếu gia, anh làm gì thế? Tôi làm cái gì? Cần phải báo cáo với anh sao? Cô Mỹ Linh là khách của tôi, Tạ Mỹ Linh chính là người phụ nữ của tôi. Cái gì? Tôi nói Tạ Mỹ Linh chính là người phụ nữ của tôi. Bây giờ tôi muốn đưa người phụ nữ của mình đi. Cố thiếu gia có ý kiến sao? Lượn đi. Tôi không tin cô Mỹ Linh đồng ý đi với anh. Tôi cũng không cho phép anh cưỡng chế đưa khách của tôi đi đâu. Anh cũng đang muốn có kết cục giống như bọn họ sao? Tôi sẽ đi với anh. Cô Mỹ Linh, Chí Thành, xin lỗi anh. Không ngờ Tạ Mỹ Linh này lại trở thành người phụ nữ của Hứa Hoài An. Cái thứ ăn hen, đúng là cái thứ gian xảo. Con cũng đừng khinh thường nó về điểm này đấy. Che giả mang mọc, nó ghê gớm hơn mẹ của nó nhiều đấy. Đủ rồi, đừng ép tôi phải đánh phụ nữ. Hứa Hoài An, anh lại muốn làm gì thế? Tôi còn tưởng cô vứt nó đi rồi chứ. Lúc nãy khi Quay Thở đụng vào cô, tại sao cô không xử hắn ta luôn? Bởi vì tôi không giống anh, muốn lấy mạng ai thì lấy, muốn đánh ai thì đánh. Người tôi đánh đều là những kẻ đáng đánh. Cứ xem là họ đáng bị đánh đi thì cũng phải theo nguyên tắc chứ, chứ không phải là tự tay anh làm như vậy. Tôi chính là nguyên tắc đấy. Tôi là đang muốn trừng phạt bọn chúng. Ai dám động đến người phụ nữ của tôi sẽ khiến kẻ đó sống không yên thân. Vậy nếu tất cả đàn ông trên đời này đều xúc phạm đến tôi, anh cũng sẽ truy cùng diệt tận sao? Đúng vậy. Như vậy chỉ khiến anh trở thành đao phủ mà thôi. Cô là đang lo cho tôi sao? Còn lâu. Cô chính là đang lo cho tôi, lo tôi sẽ trở thành đao phủ. Anh biến thành thế nào đi nữa thì cũng không liên quan đến tôi. Cái miệng nhỏ này vẫn còn cứng nhỉ. Hứa Hoài An, anh nói sẽ đợi tôi, cam tâm tình nguyện mà. Nếu mà tôi muốn thịt cô thì chút thời gian này chẳng đáng là bao. Để tôi ôm một lát là được rồi. Muốn ngăn chặn thế giới này thì bắt buộc phải có người làm đao phủ. Đứa con gái này, mày đã biến đi đâu vậy? Ba, dì Tống và em ấy không nói cho ba biết sao? Tạ Mỹ Linh, chị cũng tự tin quá nhỉ. Chị quyến rũ Cố thiếu gia thì cũng thôi đi, bây giờ còn quyến rũ luôn cả Hứa thiếu gia nữa. Chị còn chút liêm sỉ nào không vậy? Mỹ Linh, cho dù là tính cách của con như vậy, nhưng bây giờ cũng nên tém tém lại đi chứ. Ba, con kết thân với tập đoàn Hứa Thị, ba không vui sao? Như vậy mà gọi là kết thân sao? Chị là đang gây họa cho Tạ gia của chúng ta đấy. Vậy sao? Nói ra nghe thử nào. Tạ Mỹ Linh,
Đừng nói là chị thật sự nghĩ rằng Hứa thiếu gia đã nhìn chúng chị rồi nhé. Cả cái Hải Thành này ai mà không biết. Cái tên Hứa thiếu gia này là một kẻ lạnh lùng chứ. Anh ta nhìn chúng chị chỉ là do hứng thú nhất thời mà thôi. Mấy ngày là chán ngay. Mỹ Linh, chuyện con kết thân với Cố gia vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng vì bản thân của con không có chừng mực, cho nên con đã khiến gì? Đắc tội với Cố Chí Thành đấy. Con làm chuyện tốt biến thành chuyện xấu, đây chẳng phải là con đang gây rắc rối cho Tạ gia của chúng ta sao? Con biết rồi. Nhưng tất cả những gì mọi người nói đều dựa trên việc Hứa thiếu gia sẽ không cưới con, đúng không? Không phải sao? Tạ Mỹ Linh, chị hay mơ mộng quá nhỉ? Được, cho dù Hứa thiếu gia lấy chị đi, vậy ông Hứa sẽ đồng ý sao? Tiêu chuẩn của ông Hứa rất cao. Không biết bao nhiêu tiểu thư đều bị ông ấy đuổi ra khỏi cửa đấy. Ông ấy có thể nhìn chúng chị được sao? Đúng vậy. Anh à, anh xem kìa, bây giờ con bé cứ như vậy, đến lúc đó lão gia của Hứa gia chắc chắn sẽ nghĩ rằng Mỹ Linh nhà chúng ta dụ dỗ Hứa thiếu gia nhà họ đấy. Anh nói xem, vì chuyện này mà liên lụy đến Tạ gia của chúng ta thì sau này chúng ta làm ăn kiểu gì đây? Anh nói xem phải làm sao đây? Cái con bé này, ông đây cho mày biết tay. Lão gia, Hứa gia gửi thư mời đến. Thư mời gì chứ? Nói ngày mai là tiệc mừng thọ của ông Hứa, nên đặc biệt mời cô Mỹ Linh đến tham dự. Thiệp mời. Thím Từ à, bà có nhầm lẫn gì không đó? Sao Hứa gia có thể mời con bé dự tiệc mừng thọ được chứ? Tôi có thể nghe nhầm, nhưng tên được viết trên thiệp mời thì không thể sai được đâu ạ. Đúng là chuyện lạ. Thật sự là mời con bé này, sao có thể được chứ? Ông cụ Hứa sao có thể coi trọng Tạ Mỹ Linh được chứ? Chắc chắn là nhầm lẫn rồi. Đúng vậy, con cũng nghĩ là mời nhầm rồi. Vậy thì cứ thế đi, con sẽ không tham gia buổi tiệc này nữa. Mọi người tự quyết định đi nhé. Chị cũng thật sự biết mình biết ta đấy. Tôi sẽ xé nó ngay bây giờ. Con dám? Đồ đần độn. Hứa gia có thân phận và địa vị thế nào chứ? Sao họ có thể nhầm được hả? Ba, ông cụ Hứa làm sao mà có thể xem trọng loại đàn bà hèn hạ như chị ta được chứ? Con, anh làm cái gì vậy hả? Câm mồm. Ba à, Mỹ Linh người ta sắp trở thành phu nhân Hứa gia rồi. Con còn ăn nói ngu xuẩn gì ở đây vậy? Còn để ba nghe thấy con ăn nói vớ vẩn gì thì ba xé cái mồm con ra đó. Con, Mỹ Linh à, ba biết là con là người giỏi giang nhất mà. Nếu như ông cụ Hứa đã mời con rồi, vậy chắc chắn là đã coi trọng con rồi đó. Cơ hội lần này nhất định phải nắm lấy, có biết chưa hả? Mình thực sự phải nắm lấy cơ hội này để hủy bỏ hôn ước. Con hiểu rồi, thưa ba. Ngày nào cũng vậy, toàn gây chuyện cho ba dọn. Nếu con được 1/10 sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện của Mỹ Linh, ba cũng đỡ lo nhiều rồi. Mẹ à, được rồi cục cưng, mẹ sẽ trả thù cho con nhé. Còn đau không? Lục Vân Sơn, alo, Vân Sơn à, ông cụ Hứa tổ chức tiệc mừng thọ, Hứa Hoài An nhất định sẽ trở về. Đây đúng là một cơ hội tốt để ám sát. Đúng là một cơ hội tốt thật. Nhưng mà nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, người của chúng ta rất khó để đột nhập vào đó. Đúng rồi, cậu vừa nhận được tin nhắn, Mỹ Linh đã nhận được thiệp mời tham dự tiệc mừng thọ của ông cụ Hứa. Đây đúng là cơ hội tốt đấy. Mẹ ơi, con không muốn thấy Tạ Mỹ Linh khoe khoang thế nữa. Hôm nay chúng ta đến đây là để làm cho cô ta xấu mặt mà, nhất định không thể để cô ta gả vào Hứa gia được.
hóa ra là Mỹ Linh tiểu thư sao? Hai người phía sau đi cùng với tôi. Vâng, mời vào trong ạ. Mời hai vị vào trong. Đứng lại. Mấy người làm gì vậy? Chúng tôi đi cùng với tiểu thư Mỹ Linh phía trước, đi cùng sao? Kiểm tra chút đi. Được rồi, vào đi. Chúc ông Hứa dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhé. Mọi người cũng vậy nhé. Mỹ Linh à, mau qua đây nào. Đúng là lớn lên thay đổi nhiều quá. Càng lớn càng xinh đẹp đó. Cảm ơn lời khen của ông nội Hứa à. Chúc ông nội Hứa sinh nhật vui vẻ ạ. Vui chứ, ông vui lắm. Cháu đến là ông vui rồi. Ông còn tưởng là cháu sẽ không đến chứ. Có lời mời của ông nội Hứa, sao Mỹ Linh dám không đến chứ. Ông cụ Hứa, tôi có mang đến cho ông chút quà mọn. Chúc ông sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn phu nhân, có lòng rồi. Nên làm mà. Mỹ Linh à, đi thôi, chúng ta qua bên kia nói chuyện nhé. Ôi ông Hứa à, xin ông dừng bước ạ. Mỹ Linh nhà chúng tôi hôm nay đã chuẩn bị cho ông một bất ngờ lớn. Mỹ Linh à, cháu chuẩn bị cho ông bất ngờ gì thế? Mỹ Linh của chúng tôi đã nói hôm nay con bé sẽ biểu diễn tặng ông một bài hát. Chuyện này là thật sao? Dạ Mỹ Linh à, chắc là cô chưa từng chạm vào đàn violon đâu nhỉ. Nhưng nếu cô dám từ chối thì ông Hứa chắc chắn sẽ không vui. Đến lúc đó sẽ cảm thấy mất cảm tình với cô. Tôi xem cô còn có thể ngông cuồng bao lâu nữa đây. Cháu đã đặc biệt vì ông nội Hứa mà chuẩn bị một bài hát để chúc mừng sinh nhật ạ. Tốt quá, tốt quá rồi. Mỹ Linh thật có lòng quá đi. Vậy mà dám đồng ý luôn sao? Muốn tỏ ra mình hơn người chứ gì. Quả thật là tự rước họa vào thân mà. Mẹ à, Tạ Mỹ Linh này chẳng lẽ là thật sự biết chơi đàn violon sao? Sao mà có thể chứ? Cho dù đã từng tiếp xúc cũng không thể thành thạo được. Cô ta ở Lục Gia chẳng qua chỉ là một đứa con gái nuôi thôi. Lục Gia làm sao có thể dồn nhiều tâm huyết đào tạo cô ta như vậy chứ? Vậy tại sao cô ta lại đồng ý chứ? Chẳng qua là muốn ở trước mặt ông Hứa thể hiện một chút thôi. Có điều đi hơi xa rồi đó. Quên mất năng lực của bản thân luôn rồi. Không sao đâu, con chỉ cần đứng đó đợi, để xem trò cười của cô ta là được rồi. Anh à, em không muốn luyện đàn nữa đâu. Em muốn học cách kinh doanh giống anh cơ. Kinh doanh là việc của con trai tụi anh, còn em thì cứ học thêm nhiều hơn những việc mà con gái nên làm đi. Ngoan lắm, học cho tốt đi. Một lát nữa anh sẽ đưa em đi dạo phố và mua quần áo nhé. Vâng ạ, anh trai. Đây là tiểu thư của nhà nào thế? Đàn hay như vậy. Chắc hẳn là một gia đình quyền quý nào đó phải không? Cô ta thật sự biết chơi đàn violon, lại còn chơi tốt như vậy. Làm sao có thể chứ? Lục Gia sao có thể bỏ tiền ra để cho một đứa con gái nuôi đi học đàn violon chứ? Mẹ à, con vẫn luôn muốn đi học đàn violon mà ba cứ không cho.
Bài biểu diễn quả thật là quá xuất sắc. Ngày hôm nay tôi đã nhận được một món quà rất tuyệt vời. Tôi thực sự cảm thấy rất vui. Ông quả nhiên là không nhìn nhầm cháu. Ông nội Hứa thấy vui là được. Mỹ Linh, chúng ta qua chỗ khác nói chuyện đi. Ông sợ có người dẫn cháu đi mất. Mỹ Linh à, mẹ kế của cháu có cần ông giúp cháu dạy dỗ không? Cháu, cô ta toan tính với cháu. Nếu ông không nhìn ra, vậy không phải ông sống vô ích sao? Cháu cảm ơn ông. Cháu vẫn nên tự mình giải quyết. Nếu có chuyện gì, cháu cứ nói. Cháu là thiếu phu nhân của nhà họ Hứa. Không một ai có thể bắt nạt cháu. Về chuyện hôn ước, cháu vẫn muốn nói thêm. Lần trước Hứa thiếu gia đã không đến gặp cháu, nhưng chúng cháu đã nói qua điện thoại, có được sự đồng thuận của nhau. Chúng cháu quyết định hủy hôn. Cho nên, hy vọng ông Hứa có thể đồng ý cho chúng cháu hủy hôn. Cháu muốn tự hôn. Cháu chán ghét người nhà họ Hứa đến vậy sao? Không, không phải vậy. Cháu tuyệt đối không phải vì chán ghét Hứa gia. Chỉ là cháu có tiêu chuẩn riêng của mình. Cháu không muốn chồng của mình là một người chỉ biết ăn chơi bên ngoài. Cháu mong anh ấy chỉ chung thủy với một mình cháu. Nếu như ông nội Hứa không đồng ý, vậy thì mọi người có thể tìm một người khác cho Hứa thiếu gia. Hải Thành rộng lớn vậy, cháu đích tôn của nhà họ Hứa, sao có thể chỉ có một người phụ nữ? Cuộc hôn nhân này kết thúc chắc rồi. Nếu cháu đã kiên quyết như vậy, vậy thì cảm ơn ông nội Hứa đã đồng ý. Làm theo những gì cháu nói đi. Sao ạ? Ông nội Hứa, sao ông lại đồng ý liền vậy? Với địa vị của Hứa gia ở Hải Thành, Hứa thiếu gia không thể một lòng một dạ chỉ yêu một mình cháu được. Ông biết cháu sẽ nói như vậy mà. Người đâu, mau mang đồ lên đây. Mỹ Linh, đây là thỏa thuận trước hôn nhân. Nếu như Hoài An phụ lòng cháu, bản thỏa thuận này có thể đảm bảo cho cháu. Còn về số tiền bồi thường, cháu cứ việc điền tùy ý. Mỹ Linh, ông cũng biết là cháu và Hoài An không có tình cảm. Nhưng mà cái gọi là tình cảm, nó có thể nuôi dưỡng từ từ. Hai cháu thử chung sống thêm một thời gian. Nếu như đến cuối cùng vẫn thực sự không được, thì ông cũng không ép buộc cháu nữa. Ông sẽ cho cháu tự do. Cảm ơn ông nội Hứa. Được, vậy ông đi tiếp khách đây. Tự hôn thất bại rồi. Cô Mỹ Linh, Chí Thành, anh cũng ở đây sao? Tôi cũng nhận được lời mời của Hứa lão gia. Vừa rồi bản nhạc vi ô lông cô chơi nghe rất hay. Anh nghe thấy à? Tôi đã lâu không chơi lại, hơi không quen một chút. Không có, tôi thấy cô đã chơi rất hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo, giống như cô vậy. Chí Thành, thực ra tôi, cô Mỹ Linh, tôi là một người tính cách khá thẳng thắn. Có những chuyện tôi xin nói thẳng. Cô Mỹ Linh, tôi thích cô. Chí Thành, nhưng chúng ta chỉ mới quen biết nhau không lâu. Tôi biết là những gì tôi vừa nói có hơi đột ngột. Nhưng mà ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã thích cô rồi. Vì vậy, cô Mỹ Linh, có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi cô không? Tôi, Cố Chí Thành, tôi cho anh một vé xuống địa ngục. Anh có muốn không? Hứa thiếu gia thích xen vào chuyện người khác như vậy sao? Tôi còn thích làm cho người ta câm miệng cả đời đấy. Hứa Hoài An, anh đừng nổi điên nữa có được không? Cố Chí Thành, đập chậu cướp hoa, đập cả chậu của tôi. Anh thực sự nghĩ tôi không dám làm gì anh sao? Hứa thiếu gia tức giận như vậy, chắc không phải vì biết rằng cô Mỹ Linh không phải người phụ nữ thực sự của anh chứ? Tôi nói phải thì là phải.
Ai dám cản tôi sẽ lấy mạng người đó. Hứa thiếu gia, anh sẽ không thực sự nghĩ dùng bạo lực thì có thể giải quyết mọi thứ chứ? Tôi nói cho anh biết, anh sai rồi. Trái tim của một người anh không lấy được đâu. Không, tôi có thể. Miễn là tôi dọn sạch sẽ tất cả những người đàn ông xung quanh cô ấy, trái tim cô ấy sẽ thuộc về tôi. Hôm nay sẽ bắt đầu từ anh. Dừng tay. Giữa tôi và Cố Chí Thành không có gì cả. Không có gì cả. Mà cô bảo vệ anh ta đến thế à? Anh ấy là bạn tôi. Tất nhiên tôi không thể trơ mắt ra nhìn anh làm hại đến bạn tôi. Bạn sao? Vậy nếu hôm nay tôi nhất quyết xử lý anh ta thì sao? Vậy thì anh ra tay với tôi trước đi. Cô Mỹ Linh, sao tôi có thể để cô bảo vệ tôi chứ? Mọi chuyện là do tôi mà ra. Cứ để tôi giải quyết cho. Hứa Hoài An, anh làm hại người khác cũng đành thôi, nhưng Chí Thành là một người tốt. Xin anh tha cho anh ấy. Tôi sẵn sàng làm theo ý anh. Cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc cô cam tâm tình nguyện, nhưng lại là vì một người đàn ông khác. Cô nghĩ rằng tôi cần kiểu cam tâm tình nguyện này sao? Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Nếu anh vẫn không hài lòng, vậy anh muốn như nào cũng được. Miễn là anh tha cho Chí Thành. Mẹ, con xin lỗi. Con gái không thể trả thù cho mẹ. Hứa Hoài An, anh dám. Hoài An, Chí Thành, đưa cô ấy đi. Chỗ này không an toàn. Không, tôi không đi. Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu. Hứa Hoài An, bác sĩ, Hứa Hoài An, anh ấy sao rồi? Cô không cần lo lắng. Bây giờ cô có thể vào gặp anh ấy rồi. Vết đâm ở sau lưng không quá mức nghiêm trọng, còn phải nghỉ ngơi nhiều mới khỏe. Được, cảm ơn bác sĩ. Mỹ Linh, Chí Thành, anh đến thăm Hứa Hoài An phải không? Sức khỏe của Hứa Hoài An tốt như vậy, chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Tôi nghe nói anh ấy ngày thường có thói quen tập thể hình, cho nên cô cũng không cần quá lo lắng. Mỹ Linh, hôm nay tôi đến vì muốn xin cô cho tôi một đáp án. Đáp án sao? Thì là chuyện lần trước cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô Mỹ Linh, có thể cho tôi một cơ hội được theo đuổi cô không? Chí Thành, tôi chỉ xem anh là bạn bè thôi. Cô Mỹ Linh, chuyện của chúng ta, chỉ trách chúng ta biết nhau quá trễ. Xin lỗi anh, Chí Thành. Người nên nói xin lỗi có lẽ phải là tôi mới đúng. Tôi quá đường đột rồi. Mỹ Linh, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ? Đương nhiên là được rồi. Vậy đám cưới của cô và Hứa Hoài An, nhớ đừng quên người bạn này đấy nhé. Cái gì? Anh có nhầm không đấy? Ai muốn tổ chức hôn lễ với Hứa Hoài An cơ chứ? Tôi đâu có thích anh ta. Cô không thích anh ta. Vậy tại sao lúc anh ta bị thương, cô cứ gào khóc bên cạnh anh ta vậy? Thích sao? Được rồi, xem ra cô đã nghĩ thông suốt rồi đấy. Tôi xem ra Hứa Hoài Anh thật sự nói được làm được. Trái tim của cô quả nhiên bị anh ta cướp đi rồi. Cô Mỹ Linh, chúc cô hạnh phúc.
Mình thật sự thích Hứa Hoài An rồi sao? Nhưng mà bắt đầu từ khi nào vậy chứ? Là tôi. Là cô à? Tôi còn tưởng tên sát nhân đó lại đến chứ. Anh sống thế này cũng quá mệt mỏi rồi phải không? Cô không quan tâm đến sức khỏe của tôi, ngược lại quan tâm tôi sống có mệt không? Hay là giúp tôi thư giãn chút đi. Thư giãn thế nào? Thì dùng cơ thể của cô giúp tôi thư giãn đấy. Anh Hứa Hoài An, anh đã bị thương thế này, có thể đứng đắn chút không? Tôi chỉ bị thương sau lưng thôi, những chỗ khác không phải vẫn còn tốt sao? Anh còn thế này nữa, tôi sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện được đâu. Tôi đâu có cưỡng ép cô. Để tôi ôm một lát đi, nạp năng lượng. Như vậy tôi sẽ không sợ nữa. Anh cũng biết sợ à? Trước khi gặp cô, tôi chẳng sợ gì cả. Sau khi gặp được cô, tôi sợ cô bị tổn thương, cũng sợ sau khi tôi không còn nữa, không còn ai có thể bảo vệ được cô cả. Anh ta vì mình mà sợ hãi sao? Mẹ, cái con Tạ Mỹ Linh này, bây giờ cô ta đang ở bên cạnh cây cổ thụ Hứa Hoài An. Con không có cách nào ra tay với cô ta cả. Con không cam tâm. Chuyện này mẹ còn không cam tâm hơn con. Nhưng mà cũng chưa chắc. Mẹ, mẹ có cách à? Đối phó với loại đàn bà thối như cô ta, mẹ của con chắc chắn là có cách rồi. Mẹ mau nói đi. Phim được Hứa Hoài An, anh hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Không cần lo đâu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Người nhà họ Tạ các người, thù cũ thù mới, đã đến lúc phải tính sổ cả rồi. Mỹ Linh, thiếu gia, từ từ thôi. Thiếu gia, cô Mỹ Linh không sao cả, vừa mới rời khỏi bệnh viện thôi, bây giờ đã về đến nhà rồi. Bắt được người chưa? Vẫn chưa ạ. Người của chúng ta đuổi ra bên ngoài, phát hiện bọn họ đã cắn lưỡi tự kết liễu rồi. Còn có manh mối nào khác không? Trong bữa tiệc, có người phát hiện ra hai kẻ đó đã cùng cô Mỹ Linh đi vào bên trong. Tạ Mỹ Linh, chào anh, chào cậu. Mỹ Linh đến rồi. Đây là tài liệu cháu cần, để cháu xem thử. Còn có tấm ảnh như vậy nữa sao? Thế này thì đơn giản hơn nhiều rồi. Vất vả cho cậu rồi. Cô Mỹ Linh khách sáo rồi. Mỹ Linh, anh nghe nói em cũng có tham gia bữa tiệc của ông Hứa. Em không sao chứ? Em không sao. Nhưng mà lúc đó có người bị thương. Đúng vậy, là Hứa Hoài An phải không? Phải. Nhưng anh ta đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Tốt rồi. Vậy thì tốt. Nếu cậu ta trở thành người thực vật, vậy em gả cho cậu ta sẽ phải chịu ấm ức rồi. Mặc kệ anh ấy biến thành thế nào, em cũng nguyện ở bên cạnh anh ấy. Bởi vì em đã thích anh ấy rồi. Được rồi. Anh à, cậu à, cháu đi trước đây. Tạm biệt, đi thong thả nhé. Không ngờ như vậy mà cậu ta cũng có thể sống được. Mạng của tên Hứa Hoài An này cũng lớn thật đó. Có vẻ như ông trời cũng muốn cậu ta sống, còn khiến cho Mỹ Linh thích cậu ta nữa. Chuyện này đã bị lộ rồi,
chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi. Đi thôi. Cậu chắc chắn là không nhìn nhầm chứ? Không thể nào nhìn nhầm được thiếu gia. Trong buổi tiệc có nhiều người như vậy. Hơn nữa, camera đã ghi lại rất rõ ràng. Thiếu gia, bây giờ tôi sẽ phái người bắt Tạ Mỹ Linh lại nhé. Cậu chán sống rồi sao? Thiếu gia xin hãy bớt giận. Nhưng mà rất có khả năng cô Mỹ Linh chính là thủ phạm. Trên thế giới này ai cũng có thể hại tôi. Chỉ có cô ấy là không. Trước đây không thể, bây giờ không thể, sau này cũng không thể. Hiểu chưa hả? Hiểu rồi thưa thiếu gia. Hung thủ lợi dụng Tạ Mỹ Linh để xử tôi, nên bọn họ chắc chắn có quen biết. Điều tra tất cả những người xung quanh Tạ Mỹ Linh, một người cũng không được bỏ sót. Vâng thưa thiếu gia. Tôi cũng muốn xem ai mà lại to gan như vậy, dám lợi dụng người phụ nữ của tôi để hại tôi. Mỹ Linh của nhà chúng ta đã về rồi này. À không đúng, không đúng. Là thiếu phu nhân của Hứa gia mới đúng chứ. Ba à, ba nói đùa rồi. Còn với Hứa thiếu gia vẫn chưa chắc đâu ạ. Sao không chắc chứ? Con xem, sinh lễ của Hứa gia cũng đã gửi đến hết rồi này. Con làm thiếu phu nhân là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Con thật sự khiến ba tự hào đó. Con đúng là con gái ngoan của ba mà. Đều nhờ vào công dạy bảo của ba. Những lời ba đã nói mà con vẫn còn nhớ. Thật giỏi quá đi. Tất nhiên rồi, con sẽ không bao giờ quên đâu. Nhìn thấy chưa? Đây mới là dáng vẻ mà con gái của Tạ gia chúng ta nên có. Mỹ Linh à, từ trước đến giờ dì luôn xem con là người giỏi giang nhất trong gia đình chúng ta. Mộng Giao à, sau này con phải học hỏi chị Mỹ Linh của con nhiều hơn đấy. Phải biết học hỏi chị con đấy nhé. Con biết chưa? Biết rồi à? Thưa mẹ, con nhất định sẽ noi gương chị Mỹ Linh ạ. Vậy mới đúng chứ. Vẫn làm con gái như các con, không thể phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, nhưng ba thì vẫn có thể dồn hết tâm huyết nuôi các con khôn lớn. Vì cái gì đây chứ? Là vì hy vọng sau khi các con trưởng thành có thể gả vào một gia đình giàu có, để báo đáp cho ba. Hiểu chưa? Hiểu rồi ạ, thưa ba. Con đã hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Anh Văn à, anh xem nhà chúng ta có chuyện vui tới như vậy, có phải nên để người thân và bạn bè cùng đến chung vui một chút hay không? Không cần thiết đâu. Nói là đến để chung vui, nhưng bọn họ không thể nào đi tay không mà đến, đúng không? Hiểu rồi, nên mở tiệc để ăn mừng. Tiệc mừng sao? Bây giờ em hãy đi gọi cho tất cả những ai có thể mời đi. Nói cho bọn họ biết, ngày mai Tạ gia chúng ta sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn Hòa Bình. Được rồi, em sẽ đi ngay đây. Tốt lắm. Xem ra ngày mai khách sạn Hòa Bình sẽ rất náo nhiệt đây. Tạ Mỹ Linh, cô vậy mà dám lừa tôi sao? Anh Quốc Thiên, anh quay về rồi sao? Nếu tôi không quay về thì làm sao tôi biết được cô thế mà lại lừa tôi chứ? Anh Quốc Thiên à, lời này của anh là có ý gì vậy? Cô còn giả vờ với tôi sao? Trước đây cô luôn miệng nói sẽ gả cho Cố Chí Thành, sao giờ đột nhiên lại muốn gả cho Hứa Hoài An chứ? Có phải cô đang lừa tôi đúng không? Có phải không? Anh Quốc Thiên à, người ta vẫn luôn chờ anh đến giải cứu em đó, kết quả là anh cả ngày lêu lỏng như vậy đã đành đi. Em chỉ vừa mới về tới nhà, anh đã đối xử với em như vậy rồi. Cô lại muốn bày trò gì nữa đây? Anh Quốc Thiên à, anh nghĩ em tự nguyện gả cho cái tên Hứa Hoài An kia sao? Anh ta chính là một tên ăn chơi đàng điếm, tính tình kỳ lạ, còn có sở thích biến thái, chơi đùa phụ nữ nữa. Anh ta nhìn chúng em có thể chạy trốn được sao? Nếu em dám nói một chữ không thôi, có khi là anh đã không gặp được em nữa rồi. Em không có lừa anh sao? Nếu như anh không tin em,
thì bây giờ em cho anh ăn em đó. Em nói thật chứ? Anh Quốc Thiên à, dù sao gả cho tên biến thái Hứa Hoài An đó thì sớm muộn gì em cũng toi trong tay hắn. Dù sao cũng không sống nổi, vậy thì chi bằng giao tấm thân này cho người em yêu. Đúng, đúng vậy đó, em nói không sai, phải tận hưởng cuộc sống khi còn có thể. Mỹ Linh à, em chờ anh một chút, anh lập tức sẽ. Anh Quốc Thiên à, em biết ngay mà, chắc chắn là anh bằng lòng ra đi cùng với em. Như vậy thì đường đến hoàng tuyền của em sẽ không còn thấy cô đơn rồi. Chuyện này, đợi chút đã. Em muốn kéo anh đi theo luôn sao? Em muốn lấy chuyện của hai chúng ta nói cho Hứa Hoài An biết sao? Tất nhiên là không rồi. Chỉ là anh ta đã nói thẳng ra là, nói là nếu như trước khi kết hôn mà em bị mất một cọng lông tơ nào thì anh ta sẽ xử cả gia đình chúng ta. Anh ta nói vậy thật sao? Thật đó. Anh Quốc Thiên à, em không sợ gì cả, anh cũng không sợ, đúng chứ? Chúng ta tiếp tục đi, anh. Tất nhiên là anh không sợ gì cả. Chỉ là anh đây, quan trọng là mẹ và em gái của anh không có tội gì cả. Chúng ta không thể liên lụy đến họ. Anh Quốc Thiên, anh không cần em nữa sao? Tất nhiên là anh cần em rồi. Nhưng mà chúng ta không thể bốc đồng như vậy. Những chuyện như này chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Sao phải bàn bạc kỹ hơn? Không lẽ anh thực sự muốn em gả cho tên biến thái Hứa Hoài An đó sao? Thực sự muốn em bị hành hạ đến cuối đời à? Đừng khóc mà, anh nhất định sẽ tìm cách để giúp em. Chuyện đó, Mỹ Linh à, hôm nay cũng không còn sớm nữa rồi, anh phải về nghỉ ngơi đây. Anh Quốc Thiên, ngày mai ở khách sạn Hòa Bình, em sẽ giả vờ say rượu, em đợi anh ở tầng 2. Mỹ Linh, anh không thể đi đâu. Anh Quốc Thiên, sau khi xong việc em sẽ nhảy lầu đi trước, sẽ không liên lụy đến anh đâu. Thật sao? Chuyện đó, ý của anh là em không cần phải vì anh mà như vậy đâu. Cho dù anh Quốc Thiên không đến thì em cũng sẽ nhảy lầu mà thôi. Dù sao em cũng không muốn gả cho cái tên biến thái Hứa Hoài An đó. Nếu như vậy thì có khác gì ngồi tù đâu. Mỹ Linh, nếu như em đã hạ quyết tâm đến như vậy rồi, chi bằng tối hôm nay chúng ta sẽ... Mỹ Linh, không có rủi ro, cũng không cần chịu trách nhiệm. Có người đàn ông nào chịu được cám dỗ như vậy chứ? Cái con Tạ Mỹ Linh này, tưởng mình hay ho lắm. Bây giờ nó đứng càng cao thì sau này ngã càng đau. Bây giờ Hứa Hoài An luôn bảo vệ nó là bởi vì nó còn trong trắng, đợi đến lúc nó bị vấy bẩn, không chừng muốn sống cũng không yên đâu. Chúc mừng Tạ gia và Hứa gia kết thành thông gia. Đây là chút quà mừng của chúng tôi ngay lúc này đây. Lão Tạ, anh cũng lợi hại thật đấy. Làm thế nào để nuôi dạy một cô con gái xuất sắc như vậy? Anh phải truyền đạt kinh nghiệm lại cho chúng tôi đó. Nói hay, nói hay lắm. Đợi nhà anh phát lên rồi thì đừng quên chúng tôi đấy nhé. Không thành vấn đề. Nào vào đi, mau vào trong, mời vào. Mời vào, xin mời. Mời ngồi. Mau mau, mời ngồi. Chúng ta cùng nhau nâng ly chúc mừng Mỹ Linh nhà chúng tôi được gả vào Hứa gia. Cùng cạn một ly nào. Nào cạn ly. Những gì tối qua em ấy nói là thật sao? Sẽ tự kết liễu mình thật sao? Chị Mỹ Linh, em thật lòng chúc phúc cho chị. Nào, cạn ly.
Cảm ơn em gái. Tạ phu nhân, ngoài lễ tân có người mới gọi điện đến, nói là muốn tìm bà. Được rồi, không sao cả. Nào chúng ta cứ uống hết ly này đi. Nào cạn ly, phu nhân. Không phải tôi đã nói rồi sao? Chờ tôi một chút. Sao cô không có ý tứ tí nào hết vậy? Người gọi điện đến nói anh ta tên là Trương Đại. Cái gì chứ? Nào, cạn ly. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con nhé, mẹ. Có chuyện gì vậy? Sao lại hoảng hốt như vậy? Trương Đại là ai? Là một người họ hàng ở quê của em. Em còn tưởng ông ta đã mất rồi. Không ngờ là vẫn còn sống. Thật sự xin lỗi mọi người. Tôi phải ra nghe điện thoại một lát. Nào, nâng ly nào. Thay mặt vợ tôi xin lỗi mọi người. Nào nào, chúng ta uống với nhau một ly. Cạn ly. Nào, chị ơi, cạn ly nào. Cạn ly. Nào, ngồi đi, mau ngồi đi, mời mọi người dùng bữa. Alo, lâu quá mới gặp. Làm sao ông tìm thấy tôi? Sao ông biết mà gọi điện đến khách sạn? Bà quan tâm làm gì? Tôi hết tiền rồi, cho tôi ít tiền đi. Lần trước tôi đã cho ông nhiều tiền như vậy, đã nói là không liên lạc lại nữa. Tôi hối hận rồi. Bà phải cho tôi thêm tiền. Tôi không có tiền. Không có tiền sao? Vậy bây giờ tôi sẽ đến khách sạn Hòa Bình tìm bà. Được rồi. Tôi cho ông. Tôi sẽ cho ông, được chưa? Tài khoản ngân hàng vẫn như cũ đúng không? Tôi sẽ chuyển cho ông. Phải vậy chứ. Con trai tôi cũng mang họ Tạ rồi. Lấy của hắn chút tiền thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Lẽ ra lúc đầu không nên mềm lòng với hắn, để bây giờ phải tự mình gánh chịu hậu quả. Anh Văn, người họ hàng đó tìm em làm gì? Chỉ là ôn lại chuyện xưa thôi, cũng không có gì quan trọng cả. Ngồi đi. Giúp tôi tìm một người tên là Trương Đại. Thông tin và hình ảnh tôi sẽ gửi sau. Nói với ông ta, làm giúp tôi một việc. Sau khi hoàn thành, tôi sẽ cho ông ta một khoản tiền lớn. Vâng thưa cô Tạ. Đúng thật là ôn lại chuyện xưa. Nhưng có chuyện gì hay không thì cũng chưa chắc à. Đã uống chưa? Uống hết sạch luôn rồi. Tốt lắm. Mỹ Linh, con bị sao thế? Có lẽ con uống hơi nhiều rồi, nên hơi chóng mặt. Uống nhiều thì thôi đừng uống nữa. Mộng Giao, còn không mau đưa chị con lên tầng 2 nghỉ ngơi đi. Dạ thưa mẹ. Chị ơi, em dìu chị lên nghỉ ngơi trước. Các vị, thực sự xin lỗi. Tiểu lượng của Mỹ Linh không tốt. Xin phép được lên trước. Anh Quốc Thiên, sức khỏe của ba không tốt, anh nói ba uống ít thôi. Anh cũng giúp ba tiếp đãi mọi người chu đáo nhé. Không thành vấn đề, em cứ yên tâm. Mỹ Linh nói đúng. Quốc Thiên, thay ba tiếp mấy vị khách quý vài ly đi. Dạ thưa ba. Quốc Thiên ở đây, kính các vị trưởng bối một ly. Các vị cứ từ từ uống nhé. Tôi phải đi vệ sinh một lát. Đi đi. Chút nữa cậu nhớ, phải một mực khẳng định rằng là Tạ Mỹ Linh đã quyến rũ cậu. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội được vui chơi nhé. Đi đi.
Tạ Mỹ Linh. Vở kịch hay đã bắt đầu rồi. Chị Mỹ Linh, chị không sao chứ? Chị vẫn ổn chứ hả? Sao chị lại? Sao chị cảm thấy đầu càng lúc càng choáng váng vậy? Vậy thì nhắm mắt lại, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đợi sau khi chị tỉnh dậy thì cả cái Hải Thành đều sẽ biết chị là một người phụ nữ phóng đãng. Chuyện gì thế này? Mình không uống nhiều rượu mà, sao lại chóng mặt vậy chứ? Người nên ngủ cho thật ngon. Chắc là cô rồi. Chị, sao chị không bị gì hết vậy? Bởi vì tôi không uống cái ly, đã bị cô bỏ thuốc vào. Cái gì? Chị đổi ly rượu đó cho tôi rồi sao? Cái con đàn bà này. Chị, lúc này rồi mà vẫn muốn chửi tôi à? Mộng Giao à, đúng là cô vẫn không quên ý định ban đầu nhỉ. Người đẹp, tôi đến rồi đây. Bên trong có người đang nghỉ ngơi. Bây giờ anh mà vào trong là bất lịch sự đấy. Con trai, con uống nhiều rồi, hay là lên lầu 2 nghỉ ngơi chút đi. Anh Quốc Thiên, ngày mai lúc ở khách sạn Hòa Bình, em sẽ giả bộ uống say, em đợi anh ở lầu 2 nhé. Vâng, thưa ba. Không làm được thì đừng mạnh miệng. Nếu đến lúc đó mà cô ta vẫn không tự kết liễu thì mình sẽ đích thân giúp cô ta. Mỹ Linh yêu dấu à? Anh trai đến cùng em đây. Mộng Giao à, anh trai Quốc Thiên của cô quả nhiên cũng đến bên cô rồi kìa. Tình anh em của các người thật là đặc sắc. Nếu không muốn vào thì ngoan ngoãn một chút cho tôi. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ thả anh đi. Ngòi nổ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Bây giờ chỉ đợi người mẹ kế yêu quý của mình tự tay đến đốt lên thôi. Nào các vị, anh Văn, xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì vậy? Sao em hoảng hốt thế? Vừa nãy một phục vụ nói với em, cô ta nhìn thấy, thấy có một người đàn ông đi vào trong phòng của Mỹ Linh. Cái gì? Ăn nói bậy bạ. Em cũng nghĩ là nói bậy, nhưng lỡ là sự thật thì sao? Em mau đưa anh đi xem. Vâng, vâng ạ, mau lên, mau đi thôi. Tạ Mỹ Linh ơi là, Tạ Mỹ Linh, tôi còn đưa khán giả đến cho cô đây. Có phải là cô nên cảm ơn tôi không? Anh Văn, người phục vụ nói Mỹ Linh ở trong phòng này. Đây. Sao các người cũng đến đây vậy? Em mau nói người, kêu bọn họ đi đi. Anh kệ bọn họ đi. Chúng ta mau vào trong xem, xem những gì người phục vụ nói rốt cuộc có phải sự thật hay không. Em, trời ơi, đi thôi. Anh Văn, không ngờ lại là sự thật. Thật cái gì vậy? Đó là Tạ Mỹ Linh, cô ta sao lại phóng đãng với người đàn ông đó như vậy? Con gái Tạ gia các người đúng là phóng đãng mà. Hứa Gia có biết chuyện này không vậy? Dì nói này Mỹ Linh, con nói xem, con sắp gả vào Hứa Gia rồi, sao còn làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như này chứ? Con nói đi, sau này mặt mũi của Tạ gia biết để ở đâu đây? Tạ Mỹ Linh, chúc mừng cô. Cô sắp giống như người mẹ đó của cô rồi. Đều sẽ bị Tạ gia văn.
đánh cho lên bờ xuống ruộng. Dì, dì đang gọi con sao? Con, sao con lại ở đây? Vậy, vậy người trên sofa là? Đây. Sao ổn vậy chứ? Mộng Giao, con, sao lại nhiều người vậy? Sao con lại ở đây? Quốc Thiên, sao con lại ở đây vậy? Không ngờ mình với anh Quốc Thiên lại. Hai người họ ngủ với nhau kìa. Họ không phải là anh em ruột sao? Ông Tạ đúng thật là khiến chúng tôi mở mang tầm mắt đấy. Bọn mày, ba, ông phải đứng vững đấy nhé. Chuyện tiếp theo đây còn hấp dẫn hơn đấy. Hôm nay ông đây phải dạy dỗ chúng mày trước mặt mọi người. Ba, ba ơi, anh Văn à, cầu xin anh đó, đừng đánh nữa mà. Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi chỗ khác cho tôi. Ngậm miệng lại. Cô còn có mặt mũi để cầu xin sao? Hai đứa ăn hại này là cô sinh ra đấy, đều là vì cô nên tôi mới có hai cái thứ không ra gì này. Cô, ba, xin ba hãy tha cho con. Ngậm miệng lại. Chính là vì hai đứa tụi mày làm ông đây ở cái hải thành này mất hết thể diện rồi. Ông đây đánh, đánh tơi bời lũ chúng mày. Ông đây đánh toi đời tụi bây luôn. Ba ơi, là Tạ Mỹ Linh, Tạ Mỹ Linh đã hại tụi con đó. Là chị ta đã bỏ thuốc vào rượu của con đó. Không sai, chính là cô ta. Thật đó, chính mắt em nhìn thấy. Chính mắt em đã nhìn thấy, em tận mắt nhìn thấy cô ta đã bỏ thứ gì đó vào trong ly của Mộng Giao. Cái gì cơ? Ba ơi, con không có. Tạ Mỹ Linh, chị còn dám chối sao? Rõ ràng mẹ đã tận mắt nhìn thấy rồi. Là mày làm sao? Ba ơi, không phải con. Sao con lại phải làm như thế chứ? Mày và mẹ của mày y hệt nhau. Mày muốn hủy hoại ông đây sao? Vậy thì sau này phải làm sao đây? Bộ con muốn làm cho mình không thể gả vào Hứa gia được nữa sao? Rõ ràng là con có thể lập tức gả vào Hứa gia, tận hưởng vinh hoa phú quý. Tại sao con lại phải tự hủy hoại tương lai của mình chứ? Hơn nữa, không phải ở đây có camera sao? Bây giờ đi kiểm tra camera vẫn còn kịp đó. Tạ Mỹ Linh, cô nói dối. Rõ ràng trước đây cô không hề nói như vậy. Anh Quốc Thiên à, anh nói câu này ai mà tin chứ? Toàn bộ hải thành này có người phụ nữ nào lại không muốn gả cho Hứa Hoài An chứ? Làm sao em có thể là ngoại lệ được? Ba, con khốn này, không hề nói như vậy. Câm mồm. Bây giờ mà mày vẫn còn muốn vu khống Mỹ Linh sao? Vốn dĩ Mỹ Linh đã sắp gả được vào Hứa gia rồi. Bây giờ thì ông đây mất hết tất cả rồi. Bây giờ ông đây sẽ đập tụi bay toi đời. Ông tiễn tụi mày đi luôn. Đáng đời tụi mày. Ông cho tụi mày đi chầu ông bà luôn. Sớm biết sẽ như thế này, ngay từ đầu ông đây nên rửa hết tụi bay mới đúng. Lẽ ra không nên nuôi tụi bay. Anh Văn à, em van xin anh đó. Hai đứa nhỏ này đều là giọt máu của anh mà. Xin anh đừng đánh chúng nữa. Dì, hình như tấm ảnh của dì bị rơi rồi này. Ảnh gì chứ? Hóa ra là anh Quốc Thiên. Còn có ảnh chụp chung của dì với ba nữa. Dì cơ. Nhưng mà ba ơi, tại sao ba lại nhìn khác với trước đây quá vậy? Tấm ảnh gì vậy? Con đem qua đây. Mặc dù ba đã không còn nhớ nữa, nhưng dì vẫn luôn mang theo bức ảnh này bên người, chứng tỏ tình yêu dì dành cho ba chắc chắn là tình yêu đích thực rồi. Đưa đây. Không. Dì à, có gì mà dì phải xấu hổ chứ? Nói, người đàn ông này là ai? Em không hề quen biết anh ta. Em cũng không hề có bức ảnh này. Cái gì? Người đàn ông trong ảnh không phải là ba sao? Người phụ nữ này
Ông đây đánh bại tôi luôn. Mọi người đều nói quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Nhưng tôi đã chịu đựng 20 năm rồi. Trong 20 năm qua, không lúc nào mà tôi không muốn tiễn cả lũ khốn nạn các người xuống địa ngục cả. Mẹ ơi, mẹ đã nhìn thấy rồi chứ? Cuối cùng con cũng đã báo thù cho mẹ được rồi. Hóa ra là do mày giở trò sao? Ông đây sẽ xử mày. Tôi đã không còn là nhóc con năm đó nữa rồi. Ông nghĩ giờ ông xử được tôi sao? Mỹ Linh à, ba sai rồi. Con tha cho ba đi. Năm đó không phải là cố ý đâu. Chính là do người phụ nữ này đã xúi giục ba. Con cho ba thêm một cơ hội nữa đi. Ba nhất định sẽ chuộc tội với hai mẹ con mà. Van xin con đó. Con tha cho ba đi mà. Bây giờ ông vì mạng sống mà cũng chịu quỳ xuống trước mặt tôi rồi sao? Ông biết gương biết nhu quá nhỉ. Mỹ Linh à, nhưng mà ông cũng đừng lo lắng quá. Vốn dĩ tôi cũng không muốn lấy mạng ông, bởi vì đối với người quan tâm đến tôn nghiêm và thể diện như ông thì phải để cho danh tiếng vang xa, cho mọi người cùng biết chứ. Mọi người vào hết đi. Không được chụp hình, không được chụp. Lục thiếu gia đến Hải Thành, sao không nói với tôi tiếng nào hết vậy? Hứa thiếu gia, cậu vừa đến sao? Tôi cũng vừa đến thôi. À thì, tôi đang tính đi thăm cậu đây. Thôi để hôm khác đi, không cần đợi hôm khác đâu. Tôi thấy hôm nay rất thích hợp đấy. Lục thiếu gia, nể mặt tôi chút đi. Người đâu? Đưa họ đi cho tôi. Làm gì đấy? Bây giờ không bắt anh, đó là bởi vì không tìm thấy bằng chứng quan trọng. Bây giờ tôi sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát. Đưa đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra mau. Mình phải kêu anh mình đem tin mình báo thù thành công nói cho ba Lục biết mới được. Tiện thể nói với ông ấy là mình sẽ ở lại Hải Thành. Anh. Cậu ơi, bọn họ đi đâu rồi? Tỉnh rồi sao? Cô không sao chứ? Đây là ở đâu? Sao anh lại ở đây? Đây là bệnh viện. Cô bị cảm nên phải nhập viện. Hình như tôi thấy anh đưa cậu và anh của tôi lên xe. Cô nói chuyện đó sao? Tôi đưa họ đến sân bay. Không được, tôi phải đi tìm họ ngay bây giờ. Tôi phải nói với họ chuyện báo thủ đã thành công rồi. Trễ rồi, máy bay đã cất cánh rồi. Hay là gửi tin nhắn đi. Tại sao đột nhiên bỏ tôi lại vậy chứ? Tại sao lại không từ mà biệt? Đối diện là đồn cảnh sát rồi. Trước khi vào trong, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại muốn lấy mạng tôi không? Tôi thật sự không thể hiểu được. Bởi vì tôi đã thích cô ấy 20 năm rồi. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng tất cả là do cậu. Tất cả là do cậu và cô ấy đã có hôn ước. Chỉ khi lấy mạng của cậu,
thì tôi mới có thể hoàn toàn có được cô ấy. Thật ra anh có lấy mạng tôi hay không thì anh cũng có thể có được cô ấy mà. Không phải như vậy, không phải thế đâu. Cô ấy thích cậu, người cô ấy thích là cậu. Tôi biết bây giờ tôi nói cái này ra rất vô liêm sỉ, nhưng tôi vẫn muốn nói. Có thể giúp tôi giữ bí mật được không? Bởi vì tôi không muốn cô ấy biết. Người đã thích cô ấy 20 năm, ở cạnh cô ấy 20 năm là loại người như vậy. Một kẻ vô liêm sỉ như tôi. Được. Ngoan. Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Bây giờ cô rất yếu, phải dưỡng bệnh cho tốt. Đợi cô khỏi bệnh, tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Là nơi nào? Đến lúc đó rồi biết. Anh đưa tôi đến đây để làm gì? Đương nhiên là có chuyện tốt muốn cho cô biết rồi. Chuyện tốt gì cơ? Sao nào? Đây là chuyện tốt anh nói đấy à? Sói ca, kết bạn quý chắc đi. Cô nghĩ tôi thích cô, hay là cảm thấy mình xứng đôi với tôi vậy? Chỉ là người ta muốn kết bạn WeChat thôi mà. Lượn. Chỉ là tiểu bạch kiểm thôi mà, giả bộ cái gì chứ? Tiểu bạch kiểm, làm bộ làm tịch. Tôi thực sự không quen cô ta. Anh không cần giải thích. Mỹ Linh, em đồng ý lấy anh chứ? Anh muốn chăm sóc cho em cả đời. Dùng bữa trước đi. Em không đồng ý thì anh sẽ không ăn đâu. Anh để bản thân đói xanh cỏ luôn. Được rồi mà, em đồng ý. Tốt nhất bây giờ, cậu phải có việc cực kỳ quan trọng. Nếu không... Mỹ Linh, lát nữa em về nhà trước nhé. Công ty anh còn có chút việc cần phải xử lý. Phòng phẫu thuật. Chiếc nhẫn này cũng đẹp đó chứ. Alo, là cô Tạ Mỹ Linh sao? Là tôi. Xin hỏi anh là Hứa Hoài An gặp tai nạn xe, bây giờ đang ở trong phòng cấp cứu. Cái gì? Rõ ràng là anh vừa mới cầu hôn em mà. Hứa Hoài An. Ông nội, phẫu thuật thế nào rồi ạ? Không thể nào. Chắc chắn anh ấy sẽ không sao đâu. Bác sĩ, phẫu thuật sao rồi ạ? Bệnh nhân bị thương quá nghiêm trọng. Cuộc phẫu thuật vẫn đang được tiếp tục. Hơn nữa còn bị thương ở phần đầu. Rất có khả năng sẽ trở thành người thực vật. Có thể tỉnh lại hay không? Còn phải xem ý chí sinh tồn của bệnh nhân nữa. Ông chủ,
tôi chỉ có một đứa cháu là nó thôi. Ông nội, anh ấy nhất định sẽ ổn thôi ạ. Cháu vừa mới chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Chúng cháu nhất định sẽ bên nhau cả đời, đúng không, ông nội? Đây là giấy hôn ước của hai đứa. Cái này có nghĩa là gì ạ? Không phải cháu luôn muốn hủy hôn sao? Giờ thì ông đồng ý rồi đó. Không phải đâu ông nội à. Ông bình tĩnh đã. Cháu đã đồng ý lời cầu hôn của Hứa Hoài An rồi. Cháu không hủy hôn nữa đâu. Bây giờ không biết Hoài An có thể tỉnh lại không. Ông không thể để cháu mạo hiểm như vậy được. Cháu cầm lấy hôn ước. Rồi mau đi đi. Không, cháu không đi. Cháu thích Hứa Hoài An. Cháu phải ở bên anh ấy. Bây giờ lập tức rời khỏi Hải Thành đi. Đừng bao giờ để ông gặp lại cháu nữa, đồ xui xẻo. Cháu không phải là đồ xui xẻo. Ông nội ơi, cháu xin ông hãy để cháu ở bên anh ấy đi. Cô tạ. Cô đi đi. Ông nội Hứa à, hôm nay ông có thể đuổi cháu đi, nhưng ngày mai cháu sẽ lại đến. Ông nội à, những câu ông vừa nói có phải đã hơi nặng lời rồi không? Không nặng lời một chút, con bé sẽ không chịu đi đâu. Trước đây ông luôn hy vọng con bé sẽ nảy sinh tình cảm với Hoài An, nhưng mà bây giờ có tình cảm rồi thì ông lại phải nhẫn tâm chia cắt nó. Mỹ Linh à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại lang thang một mình muộn thế này? Anh ấy xảy ra chuyện rồi. Ai cơ? Hứa Hoài An sao? Mỹ Linh, Mỹ Linh à, cô tỉnh rồi. Đây là đâu vậy? Cô đã quên hết rồi sao? Tôi phải đi tìm Hứa Hoài An. Để tôi đi đi. Tôi cũng đâu có làm gì cô đâu. Tối hôm qua khi cô ngất đi, không còn cách nào khác nên mới đưa cô về nhà tôi. Những gì anh nói đều là thật sao? Tôi giống người sẽ nói dối lắm sao? Cô muốn đi đâu vậy? Tôi đi cùng với cô nhé. Đến bệnh viện. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại phim châu Á. Hứa Hoài An à, anh mau tỉnh lại đi có được không? Bây giờ em chỉ có anh thôi. Anh mà không tỉnh lại nữa thì thế giới của em cũng sẽ sụp đổ mất. Mỹ Linh à, cô đã rất lâu chưa chợp mắt rồi. Hay là cô đi nghỉ ngơi chút đi, ở đây có tôi rồi. Chí Thành à, tôi không sao. Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy thôi. Ông biết là cháu có tình cảm với Hoài An, nhưng thằng bé... Ông nội Hứa à, cháu biết là ông muốn nói gì. Nếu như Hoài An cứ luôn như vậy thì cháu vẫn sẽ ở bên anh ấy. Còn nếu như anh ấy không sống nổi nữa thì cháu sẽ đi theo anh ấy luôn. Hứa Hoài An, nếu như anh không chịu tỉnh dậy thì em sẽ ăn hết đấy. Nếu như anh còn không tỉnh dậy, em sẽ cho cố Chí Thành ăn đấy. Mỹ Linh, đến lúc này còn lấy tôi ra đùa giỡn. Anh đừng nói gì hết, tôi đùa anh ấy thôi. Hứa Hoài An, hay là để em kể cho anh nghe về cuộc gặp gỡ giữa chúng ta. Kể cho anh nghe chúng ta quen nhau như thế nào nhé. Như thế nào vậy? Tỉnh rồi kìa.
hối hận rồi sao? Vậy chúng ta làm quen lại lần nữa nhé. Hứa Hoài An, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Làm sao anh có thể bỏ lại một người vợ xinh đẹp như vậy chứ? Có đúng không? Bác sĩ, bác sĩ ơi, bệnh nhân ở phòng 23 đã tỉnh rồi. Bản tin Hải Thành, cháu đích tôn của gia tộc đứng đầu Hải Thành là Hứa Hoài An, vào ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ cùng với Tạ Mỹ Linh của Tạ gia. Thiếu gia, đừng soi nữa, hào quang trên người của anh chắc chắn sẽ làm mọi người choáng ngợp. Mỹ Linh, thời gian qua chúng ta ở bên nhau có quá nhiều trắc trở. Hôm nay Tạ Mỹ Linh em đã trở thành vợ của Hứa Hoài An này. Hứa Hoài An, anh xin thề anh sẽ yêu em, bảo vệ em cả đời. Em đồng ý không? Em đồng ý. Chúc mừng Hứa thiếu gia và cô Mỹ Linh, cuối cùng đã nên duyên vợ chồng. Tôi còn nghĩ rằng Cố Chí Thành anh sẽ không đến. Nếu như anh kết hôn với người phụ nữ khác, chắc chắn tôi sẽ không đến. Nhưng mà cô Mỹ Linh đây là bạn của tôi, tiệc mừng của hai người tôi nhất định phải đến. Anh ghét thế giới này, ghét nó đã không cho anh gặp em sớm hơn. Lúc trước em cũng từng ghét thế giới này, bởi vì nó đã lấy mất mẹ của em. Nhưng giờ em không còn ghét nữa, bởi vì em đã gặp được anh. Hứa Hoài An, em thích anh, em nguyện làm người phụ nữ bên cạnh anh. Cuối cùng anh cũng đợi được sự bằng lòng của em rồi. Sau này hãy để anh bảo vệ em thật tốt, sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, được không? Vợ yêu, giờ thì có phải chúng ta nên tiếp tục đêm tân hôn của mình rồi không? Anh yên tâm, hôm nay sẽ không có ai đến quấy rầy chúng ta đâu. Anh đưa em đến đây để làm gì? Không phải lúc nào em cũng muốn học kinh doanh sao? Đây là công ty anh, sau này em sẽ là bà chủ ở đây. Thật sao? Hứa tổng, cô ta là ai thế? Sao lại thân thiết với Hứa tổng vậy? Xin giới thiệu với mọi người một đồng nghiệp mới. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Chào mọi người, tôi là Tạ Mỹ Linh. Tôi rất vui khi được làm việc tại tập đoàn Hứa Thị. Sau này, mong được mọi người giúp đỡ. Sau này sản phẩm của chúng ta sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, Mỹ Linh sẽ cùng với người phụ trách trao đổi về nhu cầu trước. Cố lên. Được rồi, tan họp. Được, cô nói đi, số điện thoại của trợ lý Hà Tổng là... Tôi đã ghi lại rồi, vậy lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với cô. Cô có ý gì? Người mới đến, có mỗi việc vặt là nghe điện thoại mà cô cũng làm không được. Tôi thấy cô đến công ty cũng chỉ để quyến rũ đàn ông, chứ không phải đến để làm việc đâu. Hôm đầu tiên đi làm mà cô đã kiếm chuyện với tôi, để rồi xem. Thật ngại quá. Số điện thoại tôi chỉ cần đọc một lần là nhớ. Có năng lực như vậy, vậy kế hoạch hợp tác quốc tế với Hà Tổng cô làm đi nhé. Ngày mai trước khi họp nộp cho tôi. Cô lại bắt nạt người khác nữa rồi. Kế hoạch này phải mất ít nhất một tuần mới làm xong. Được thôi, ngày mai thì ngày mai. Vẫn ngủ đấy à? Không phải hôm qua còn mạnh miệng lắm sao?
Kết quả hôm nay làm không nổi, nên nằm ở đây buông xuôi à. Phương án hợp tác đã làm xong từ lâu rồi. Làm xong là có thể ngủ sao? Cô không thể tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch tiếp thị sao? Kế hoạch tiếp thị, hợp đồng, bảng báo cáo tài chính, khảo sát thị trường, đều làm xong cả rồi. Tôi không để cô yên ổn đâu. Bảng báo giá trên hợp đồng chỉ ghi có một hào. Hứa tổng, các người có ý gì đây chứ? Cho dù Hứa gia của các người là một doanh nghiệp lớn, cũng không thể sỉ nhục tập đoàn Hà thị chúng tôi như vậy được chứ? Nội dung trong này chắc chắn có nhầm lẫn. Cô bình tĩnh lại đã. Không đúng, tôi nhớ rõ ràng là đã viết 1 triệu mà. Là cô? Đúng là tôi. Hứa tổng, là tôi không quản lý người mới đàng hoàng. Trước đây tôi đã đặc biệt dặn dò rồi. Hợp tác phải thể hiện sự thành ý. Báo giá thì phải xứng đáng với thân phận của quý công ty. Kết quả là cô ta chỉ viết 1 hào. Tôi đến đây để làm việc, không phải đến để diễn cung tâm kế với cô. Rõ ràng là cô đã thay đổi hợp đồng. Hứa tổng, mỗi ngày tôi đều muốn giúp anh san sẻ công việc, nhưng có một vài người luôn có mưu đồ bất chính. Loại người này chỉ gây rắc rối cho công ty thôi. Hôm nay bắt buộc có cô ta thì không có tôi, có tôi thì không có cô ta. Đúng vậy, loại người như Tạ Mỹ Linh phải bị công ty sa thải. Tạ Mỹ Linh, chị Mỹ Linh, cô là mới bơi lớn đã biết quyến rũ đàn ông rồi à? Tôi không có, là anh ta trêu đùa tôi trước. Đại ca, chắc chắn là cô gái nhỏ này đã ngủ với rất nhiều đàn ông rồi. Hay là bé để cho hai anh đây thưởng thức một chút nhé. Cứu mạng, ai dám đụng vào cô ấy? Có đi không hả? Cảm ơn chị. Em đừng sợ, chị tên Tạ Mỹ Linh. Sau này tan học em cứ đi theo chị, chị sẽ đi cùng với em. Sao thế chị Mỹ Linh? Chị lên đại học liền không nhận ra em nữa à? Trước đây chị còn giúp em thoát khỏi bọn côn đồ mà. Thì ra là em à. Vậy mà vừa nãy em nói chuyện với chị Mỹ Linh của em thế đấy à? Cái gì mà có cô không có tôi, có tôi không có cô thế? Hiểu lầm thôi mà. Vậy chị sẽ làm lại một bản hợp đồng khác cho em nhé. Không được. Đứa em nhỏ này cũng giỏi quá nhỉ. Việc làm ăn của chị Mỹ Linh thì với cái giá này em hoàn toàn đồng ý. Trước đây chị che chở cho em, bây giờ em sẽ che chở cho chị. Em đúng thật là cảm ơn. Khá phết đấy. Không ngờ em còn mặt này nữa. Không hổ danh là người phụ nữ của anh. Chúc mừng em trở thành nhân viên chính thức trước thời hạn. Vợ, tôi muốn ăn gì nào, anh mời em. Cái gì, vợ sao? Muốn đuổi tôi sao? Vậy cô cứ thử xem. Đi thôi, đi ăn cơm. Hôm nay vợ phải chịu uất ức rồi. Vậy thì chồng, tính thưởng cho vợ cái gì đây? Vậy thì thưởng cho em 1 baby nhé. Anh đứng đắn chút đi. Sao ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này thế hả? Người đàn ông nào không muốn có được người phụ nữ của mình thì chắc chắn là người đàn ông đó có vấn đề. Toàn là ngụy biện. Không đúng, câu này sao nghe quen thế nhỉ? Đừng nghĩ nữa, mấy lời này là anh nói đấy. Đi, đưa em đi đến một nơi. Là nơi nào thế? Nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ. Cái gì? 5 năm sau, mỗi ngày đều nhiều như vậy. Hứa thiếu ra đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Không phải đã nói là chỉ giúp xử lý việc của công ty một thời gian ngắn thôi sao? Sao mà đã thành 5 năm rồi thế? Hôm nào cũng khiến tôi phải chịu khốn khổ thế này. Hứa thiếu ra nói, phu nhân mang bầu đứa thứ 3 rồi. Tạm thời có thể không đến công ty được đâu. Cho nên bây giờ chỉ có thể để anh tiếp tục tiếp quản công việc thôi. Đây rốt cuộc là công ty của ai vậy hả? Tôi không chịu nổi nữa. Không được, bây giờ tôi phải gọi điện xin từ chức. Hứa thiếu gia nói rồi, nếu như anh không chê thì anh ấy có thể tặng công ty cho anh. Ông trời ơi, ai có thể đến cứu tôi đây? Vậy thì gọi cho ông Hứa. Bây giờ ông ấy cũng không có thời gian lo chuyện này đâu.
Bây giờ người duy nhất có thể ở bên anh chỉ có tôi thôi. Cô sao? Mỹ Linh à, mau đến uống canh gà đi. Cái này ông phải mất 3 tiếng để hầm đấy. Cảm ơn ông nội. Ông ơi, canh gà ông nấu ngon như thế này, có muốn chúng cháu tặng thêm cho ông vài đứa chắc nữa không? Tốt, quá tốt luôn. Các cháu sinh mấy đứa đều được hết. Chỉ là đừng để cho Mỹ Linh đuối sức quá đấy nhé. Vậy chúng ta phải cố gắng nhé.